yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại các vị phụ huynh ngày hôm nay anh nhé. Nhưng mà hôm nay là người chơi là nam nữa thì em có... Anh không thấy là em chuẩn bị sẵn một cái đầm màu hồng, có một cái nơ một bên nữa anh. Ờ, vậy là có tinh thần chuẩn bị đúng không? Dạ, em cứ chuẩn bị sẵn sàng vậy thôi, chứ cơ hội không bao giờ đến tay em nè. Biết đâu em sẽ trở thành người chơi chính cho nên đừng lo. Thế nào cũng sẽ có một số đặc biệt mời em đến với tư cách đó là nhân vật được lựa chọn nha, anh được lựa chọn nha. Lúc đó anh là ứng viên. Anh có thể lướt qua cái sự lựa chọn này được không? Ok. Vâng, nói gì thì nói, anh em chúng tôi đùa vui thôi. Mà thành thật thì càng tốt. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm quen với lần lượt từng gia đình ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một cuộc đại chiến của năm gia đình đàn gái, với hy vọng chiếm trọn tình cảm của gia đình nam chính. Đầu tiên là cha Lê Hiệp, con Cẩm Tiên. Cha Phương Độ, con xinh đẹp như tiên gái trần. Thứ hai là mẹ Ngọc Quý, con Ngọc Phương, mẹ truyền thống con hiện đại. Thứ ba là mẹ Hải Chi, con Thu Trang, mẹ Thời Trang, con Thục Nữ. Thứ tư là mẹ Kiều Hạnh, con Anh Thư, mẹ Dịu Dàng, con Cá Tính. Và cuối cùng là mẹ Nguyễn Hạnh, con Ngọc Sang, mẹ Phúc Hậu, con Hồng Thích. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một phần làm quen ngắn với năm bố mẹ có mặt ngày hôm nay, để mong muốn tìm kiếm cho con gái mình một nửa đích thực và chinh phục trái tim của chàng trai. Và như vậy rõ ràng bây giờ thì chàng trai ấy là ai? Tất cả chúng ta sẽ cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi đoạn video clip sau. Nguyễn Việt Đức, chàng trai trẻ đến từ Hà Nội. Tuy mới 24 tuổi nhưng anh đã có một sự nghiệp vô cùng đáng nể. Việt Đức hiện là chủ sở hữu của hai cửa hàng bán điện thoại di động tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển hướng kinh doanh riêng, Việt Đức từng làm quản lý cấp cao tại GIA Sài Gòn Club. Ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời Việt Đức có lẽ chính là việc từ bỏ chuyên ngành y học để chuyển sang kinh doanh. Và cho đến nay, sau 3 năm khởi nghiệp, Việt Đức đã có thể khẳng định thành công của mình và dự tính mở thêm cửa hàng thứ ba trong thời gian tới. Ở Việt Đức luôn có một quyết tâm phấn đấu và học hỏi không ngừng nghỉ. Hiện tại, dù công việc bận rộn, nhưng Việt Đức vẫn dành thời gian học thêm marketing và ngoại ngữ để nâng cao khả năng của mình. Nói về mẫu hình lý tưởng của mình, Việt Đức chia sẻ thật ấn tượng với những bạn nữ xinh xắn, đầy đặn và hơn tuổi. Bởi vì những cô gái này thoát ra vẻ trưởng thành và nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mời Việt Đức bước ra ngay sân khấu lúc này. Xin mời! Làm sao đây sao khó qua đi, bao gia đình đều muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây. Cái gì mà giỏi vàng dép. Định là chào bây mừng giờ, cho kiểu Pháp đó. Ủa, chào mừng kiểu Pháp vậy hả? Là phải ôm nhau vỗ tổ cái vậy Việt, nè. Mình người Việt, mình văn hóa Việt nha anh nha. Dạ. Không có được động chạm. Đây là ông chủ, cho anh hỏi Sam, Sam có muốn làm bà chủ không? Có cho anh, nhưng mà em biết là cơ hội đó không bao giờ về tay em anh à. Không, anh hỏi vậy thôi chứ cũng không có quan tâm lắm nha. Quan trọng là bây giờ, quý vị thân mến, một chàng trai trẻ chỉ mới có 24 tuổi mà bạn đầy bản lĩnh, sự nghiệp vững vàng thì còn đòi hỏi gì nữa? Không biết là năm bậc phụ huynh trên đó có ưng trong bụng không?
đã gần hết trơn hết trời. Anh ơi, các bố và các mẹ cười rất tươi. Đúng rồi. Nào, bây giờ hãy giới thiệu về mình một cách rất là ngắn gọn để gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây nha. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Xin chào năm cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Việt Đức, sinh năm 1995, sinh ra ở Sơn La và đang sống và làm việc ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Yeah. Hiện tại là con đang làm công việc là kinh doanh điện thoại và đang học thêm cả marketing. Quá giỏi. Mới khởi nghiệp được có 3 năm mà mình có đã 2 tiệm điện thoại rồi. Đối với chị đây là một cái thành tích vô cùng đáng nể. Tại vì hồi xưa em cũng kinh doanh từ hồi nhỏ, nhưng mà nó khó khăn lắm anh, không có giỏi như bạn. Tự nhiên nghe ta nói thích người lớn tuổi cái xưng chị liền. Có gì kỳ cục vậy sao? Anh hiểu ý em quá à. Anh hiểu, anh bắt được hết. Thưa dạ. Quý vị, ở đây không khí khán phòng của chúng ta nó sôi động như thế này, tôi tin rằng ở trong phòng bí mật cũng sôi động không kém. Tôi muốn nghe những tín hiệu từ phòng bí mật được không ạ? À? Năm cô gái ơi. Cái gì mà em nghe tiếng cười hí hí không vậy ta? Bây giờ cho anh hỏi trả lời đúng một câu thôi, mấy em có phấn khích không? Trời ơi, hú luôn chứ không phải là cười bình thường nữa đúng nha rồi. Anh rồi, cho nên hy vọng ngày hôm nay sẽ là một màn tranh tài hết sức nảy lửa để tìm một nửa cuộc đời mình. Nhưng mà khoan đã nè, hồi nãy nghe cái vụ mà hai tiệm điện thoại đó, cái vụ mà kinh doanh á, bảo đảm là các bạn ở trên kia cũng đang muốn biết một điều. Đó chính là thu nhập của mình có ổn định hay không, tháng nhiêu. Thật ra là thu nhập hơi bấp bênh. Bấp bênh là lỡ cỡ cái tầm nào nào em? Nó tháng này vài chục dưới, tháng sau vài chục trên, rồi lại vài chục dưới. Trên dưới là sao ta? Vài chục dưới, vài chục trên, vài chục dưới. Nó lạ lạ quá. Nó trừu tượng quá vậy ta? Thật ra là hai cái điện thoại thu nhập mà lời lãi cũng không phải là quá nhiều. Nó vào cỡ khoảng từ 4-50 triệu một tháng. 4-50 triệu một tháng. Wow. 4-50 triệu một tháng mà thằng bé nó là không nhiều. Trời đất ơi. Đó là ước mơ của rất nhiều người đó em à. Bao nhiêu đó là đủ lo cho gia đình rồi. Và thật sự là vô cùng bản lĩnh đối với một cậu bé chỉ mới có 24 tuổi à. Tất cả đều còn ở phía trước, nhưng mà cái nền tảng và cái óc sáng tạo cũng như cái khả năng kinh doanh đang được trao dồi của bộ hung marketing nữa, thì hy vọng là mình sẽ còn phát triển nữa trong tương lai. Vậy thì hôm nay không biết là Việt Đức đến đây cùng với gia đình mình là ai, mình mời ra đây để chào khán giả nhé. Dạ vâng ạ. Xin mời gia đình của Việt Đức. Ủa anh, tự nhiên anh chịu cái áo dài là sao anh? Không, tại vì thích áo dài Việt Nam chịu. Em hết hồn, em tưởng nó là anh khoái mặc áo dài chứ. Vậy bây giờ Việt Đức nè, mình giới thiệu về các thành viên trong gia đình đi theo hỗ trợ mình ngày hôm nay nha. Hôm nay đến đây hỗ trợ em thì có cô Minh, bác Thúy cùng với cả chị Quỳnh em. Xin chào hai MC, xin chào chương trình. Tôi là Lam Minh, là cô của cháu Đức. Đối với cô Minh á, thì Việt Đức nè, ở trong nhà là một người cháu như thế nào ạ? Đối với cô thì đây là một đứa cháu cũng rất là ngoan, thường xuyên là hỏi thăm cô, rồi cháu có biết cô là thiết kế thời trang cho nên thường xuyên là cũng yêu thích về thời trang lắm. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả trường quay, chào MC, chào tất cả khán giả. Mình là bác của Đức. Thì ở nhà là mình rất yêu quý Đức, nhưng mà Đức á, có một cái là rất thích chơi game và nấu ăn. Chơi game và nấu ăn. Tại vì thích chơi game nè, xong rồi lại thích nấu ăn nè. Đúng rồi đó, chính xác. Đàn ông mà biết nấu ăn là những người đàn ông chu đáo và tình cảm lắm nha. Em đứng lệch qua chút xíu chứ đừng có nghiêng quá. Anh ơi, sao đừng gần vẫn được. Rồi, còn chị thì... Chào mọi người ạ. Em là Quỳnh, em là chị họ của Đức. Thật ra thì để mà nói hai chị em có nhiều thứ... Có nhiều thứ bí mật không dám nói, nhưng mà ngày hôm nay là mình nói hết, đúng không? Đúng rồi. Ngày hôm nay là mình nên nói thật hết để cho họ nhà gái hiểu về em trai của mình. Đấy. Thôi, bật miếu một tí. Được chị, em thay mặt Đức đồng ý. Có gì xấu xấu cũng là nói thật đi.
Nó vẫn đang còn hơi trẻ con. Chắc thế. Còn hơi trẻ con hả? Ừ. Không, đối với em nha chị, đàn ông nào cũng có một chút xíu trẻ con, một chút xíu thì mới đáng yêu. Bởi vậy mới lúc nhưng, nào cũng... Nhưng mà khi vào thời điểm mà cần người lớn thì... Bạn bè á. Tự nhiên thôi. À, rồi. Cái quan trọng đó, cái quan trọng là phải mạnh mẽ đúng lúc. Rồi, như vậy là chúng ta đã hiểu khái quát về tính cách cũng như là công việc của nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay rồi. Và bây giờ xin mời gia đình của Việt Đức sẽ về vị trí chiếc ghế bên kia. Xin mời. Anh ơi, trước khi bắt đầu vòng tiếp theo thì em có một điều quan trọng muốn hỏi gia đình của Việt Đức, là không biết ngày hôm nay ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cô ạ. Cô Minh. Cô Minh. Sẵn đây Hiếu hỏi luôn, Đức có thể cho quý vị khán giả biết là tại vì sao ngày hôm nay đi tìm một nửa tình yêu của đời mình mà lại không có mặt phụ huynh ở đây không? Thật ra là bố mẹ em hiện đang ở ngoài Bắc và đang bận việc gia đình, cho nên là bố mẹ không thể bay vào được, đành phải nhờ cô và bác cùng chị lên đây thay mặt. Mà ở nhà anh hỏi thật là trong cái chuyện tình cảm riêng tư của em thì không biết là cái bộ ba tư vấn này có luôn đồng hành cùng em không? Lúc có lúc không. Lúc có lúc không? Không à? Là lúc nào mình cần tư vấn thì mình hỏi. Đôi khi có câu chuyện em sẽ nói chuyện chị Quỳnh, có câu chuyện em lại chia sẻ với cả cô Minh, có nghĩa là không nhất thiết là một người. Mà chị Quỳnh hứa là ngày hôm nay chị Quỳnh sẽ nói nhiều điều bí mật về Đức cho mọi người cùng nghe nhé. Cảm ơn chị Quỳnh. Chị hứa vậy chị. Rồi bây giờ tất cả chúng ta đã cùng sẵn sàng để đến với vòng 1 của Cho Phép Được Yêu. Cho Phép Được Yêu. Ở vòng đầu tiên này, lần lượt từng vị phụ huynh sẽ đưa ra một từ khóa đặc trưng về con cái mình để gây ấn tượng với gia đình Việt Đức. Liệu vị phụ huynh nào sẽ là người khôn khéo ghi điểm trong mắt nhà trai? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nào. Bây giờ hãy đến ngay với ba Lê Hiệp giới thiệu về con gái Lê Thị Cẩm Tiên. Xin mời ba. Để dùng một từ khóa nói về con gái của tôi thì tôi chỉ có một câu thôi. Vàng, vàng, vàng. Gia đình mình bán vàng hả bác? À không. Chứ vàng có nghĩa là sao ạ? À thì là cháu là cục cưng, lá ngọc cành vàng. Đối với gia đình thì là một bảo bối của tôi, thành ra là chỉ ví như một từ vàng thôi. Dạ. Cho tôi xin hỏi là vàng ở đây có nghĩa là bạn này trị giá nó như vàng, hay là bạn này có những cái gì mà nó đặc trưng được ra là nó là vàng? À thì cũng xin trả lời với bà chị á, gia đình tôi á thì cũng có của ăn của để. Con gái tôi á hiện nay là đang học năm cuối của Đại học Cần Thơ. Cháu cũng rất thích làm mẫu ảnh. Thì nói về mẫu ảnh thì chắc ở trường quay đây cũng nghĩ tới là con gái tôi cũng phải có nhan sắc. Chút chắc đó, đúng rồi. Xin cảm ơn. Thì tôi dành cái từ vàng á, tôi nghĩ là nó cũng không có quá đâu. Đúng rồi. Là ngoại hình là mình đã xinh xắn rồi nè, không biết là bé Tiên còn có tài năng gì đặc biệt không ạ chú? Hiện nay á thì con của tôi là đang đi làm thêm làm ngành kế toán, đó là tại vì ước mơ của cháu muốn ra ngoài để cho nó dạng dĩ mạnh mẽ thôi. Đặc biệt là hiện đang kinh doanh online gà lá chanh. Có thiên hiệu là Lê Tiên. Ê, chị thấy là cái này mình có thể vô thành dây chuyền luôn em. Em nghĩ đi, có kế toán trong nhà mốt về chi tiêu quản lý cho cái tiệm điện thoại, cần người mẫu ảnh chụp quảng cáo bên này vô luôn. Ông này ông chơi game hải. Ông chơi game, ông có đồ ăn lấy gà lá chanh. Đó, dây chuyền, mình đi vòng vòng trong nhà, mình không cần đi ra ngoài. Hợp lý. Nhưng mà có lẽ là khán giả ở đây vẫn rất muốn biết là Cẩm Tiên sẽ là một người con, một người chị như thế nào trong gia đình ạ? Nói chung là rất là cá tính, đẹp, rồi hiền, rất là ngoan. Cho con hỏi là Tiên có đánh đá không? Một chút xíu. Đánh đá theo cái khía cạnh nào ạ chứ? Ý là như là cá tính thôi. Dạ. Đánh đá. Thật ra đánh đá và cá tính là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Dạ. Không hoàn toàn là khác nhau đâu. Tại vì thí dụ mà trong cái cá tính thì nó hơi có một chút xíu đánh đá. Vậy? Mà đánh đá là đánh đá dễ thương chứ không phải là đánh đá mà để cho người ta ghét. Ồ, có đánh đá dễ thương luôn hả? Ồ, vậy để cho dễ hình dung thì chú ví dụ giùm con một cái trường hợp nào đó mà thể hiện cái sự đánh đá dễ thương của bé Tiên đi ạ chú. Nói sao ta? Là thí dụ như mà một chàng trai nào đó ghẹo. Dạ. Mà nếu mà dùng những cái cử chỉ không đúng đắn thì tất nhiên là sẽ không chửi nhưng mà sẽ trả treo lại. Đó. Dạ.
có nghĩa là cô gái này là rất là cá tính đó nha. Thẳng đó, sực liền đó, chứ không có nhịn đâu nha. Nhưng mà trong khuôn khổ thôi. Đó, chúng ta cũng đã biết về Cẩm Tiên rồi ha. Bây giờ sẽ cùng làm quen với gia đình tiếp theo, đó chính là mẹ Ngọc Thúy. Hãy nói đôi nét về con gái là Trần Thị Ngọc Phương qua một từ khóa. Nói về từ khóa thì cô đặt cho con cô là ướt, ướt. Ướt ác hay là ướt ạ? Ướt, ướt ác, mít ướt á. Nghe ướt cái tự nhiên nghe nó nó. Dạ. Vậy thì ngoài trừ là cái việc là mít ướt nè, em còn có tính cách gì nữa không ạ cô? Cô diễn tả cái từ ướt là con cô nó có cái tài năng gây diễn xuất mít ướt mà khóc đầu này kia thì rất là đạt. Ở ngoài rất là mạnh mẽ, cũng cá tính. Dạ. Cũng đang đi làm việc ở nhà hàng. Con cô thì thích tìm tòi, thích làm đủ thứ việc, như là muốn tự lập từ hồi lúc nhỏ. Có đi học thêm tiếng tiếng Anh, tiếng Hàn, học võ. Nếu mà con chọn con cô thì ra đường là con khỏi sợ ai ăn hiếp hết. Trời thì chở, ơi chở, đang chở thủ cho con á, con khỏi cần nhà con á. Chủ khỏi muốn xịt chung tim. Con cho tôi xin hỏi là bé nhà chị đã học võ gì và bé đã từng đánh ai chưa? Bé chỉ học aikido á chị. Thì học cái này để tự vệ mình thôi chứ cũng không có phải là đánh ai. Mà nhà trai muốn hỏi rõ đơn giản là có đánh ai chưa? Dạ chưa. Đã từng bẻ tay ai chưa nè? Dạ chưa. Dạ vâng. Đức nghĩ sao về một cô gái biết võ? Đấy không phải là điều quan trọng đối với em. Tại vì có võ tốt mà, em sẽ đỡ bị bắt nạt hơn. Nhưng mà em có sợ bị bắt nạt hay không? Em nghĩ là em sẽ không bị bắt nạt đâu. Cái tướng em vậy ai dám bắt nạt? Đây là một chàng trai bản lĩnh nên không có sợ cái chuyện bị bắt nạt. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm quen với gia đình tiếp theo. Đó chính là mẹ Hải Chi và con gái là Trần Thị Thu Trang. Xin mời cô. Mình trẻ quá. Thu Trang thì năm nay 21 tuổi, học ở trường quản trị kinh doanh nhưng mà có đam mê về thời trang. Em thích thời trang là em theo nghề người mẫu hay là thiết kế thời trang? Nếu mà ngày nghỉ đi học ấy là em sẽ làm người mẫu ảnh. Nhìn mẹ là thấy ra chất thời trang rồi anh thấy mà không? Đã làm người mẫu ảnh thì chúng ta cứ suy ra đi là phải xinh. Xác phải xinh. Dạ xinh như mẹ. Tao xinh như mẹ. Nếu mà để dùng từ khóa cho Trang á thì là em sẽ dùng từ là sự lễ phép. Lễ phép. Đúng rồi. Thu Trang rất là ngoan. Cho dù làm gì đi chăng nữa, bố mẹ nói thì cũng đều là hết. Không bao giờ cãi lời bố mẹ gì cả. Quá tuyệt vời. Nếu mà cháu ngoan đến mức độ đó thì có khi nào bị hơi nhu nhược không? Không. Ngoan không bao giờ nhu nhược, chỉ là theo cái gì mà mình đưa ra bé thấy đúng. Tại vì em hay định hướng cho bé những cái đúng. Ngoài thời trang rồi thì còn có sở thích gì khác không ạ? Thu Trang thì thích là hát. Hát rất là hay. Hơi đồng điệu đấy. Vậy là em thích hát lắm hả? Không, em thích nhảy. Em thích nhảy rồi. Đưa hát, đưa nhảy ngon lành cành đào. Mình vô mình có cái tổ hợp văn nghệ trong gia đình liền. Được ha, đã ha. Đức, khi mà nghe mẹ Hải Chi chia sẻ về Thu Trang như vậy thì ý kiến của mình như thế nào? Em cảm thấy Trang là một người tuyệt vời. Nhưng mà em muốn hỏi là cô có sợ con bắt lạt con gái cô không? Cái này là sợ ngược lại nha. Chắc không đâu. Tại vì nếu mà người đàn ông mà bắt nạt á thì giống như khi yêu thương người đó thì khi đó mới nói người đó. Chắc chắn là sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con của mẹ. Mới gặp con chút tự tin quá. Ôi tất cả còn hãy ở tương lai. Cho phép được yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với gia đình tiếp theo. Đó chính là mẹ Kiều Hạnh và con gái Nguyễn Thị Anh Thư. Xin mời cô. Mà tôi là mẹ của anh Thư. Nói chung là bé Thư ở nhà nó cũng cá tính lắm, nhưng mà nó mạnh mẽ nữa. Cái gì mà mẹ mà hướng dẫn nó thì nó lại không thích. Nó thích tự lập. Nó nói là mẹ khỏi cần lo, con lớn rồi. Tới nay là con đi làm được, có tiền con đem về cho mẹ. 18 tuổi mà bé đã có thể phụ giúp gia đình về kinh tế rồi ạ cô? Đúng rồi, tự nó thích như vậy.
Dạ, nhưng mà anh Thư hiện tại thì có đang sống cùng với cô không hay là đã ra ngoài tự lập riêng rồi ạ? Không, ví dụ mà nó đi làm á thì nó ở chung với bạn đó. Còn nếu mà ngày nào nghỉ thì về mẹ chăm sóc. Thật ra mà nói, thời buổi hiện nay khi mà các bạn mới lớn tầm 17, 18 tuổi thì ít có bạn nào mà lăn xả như vậy ngoài đời để có thể trau dồi những cái kỹ năng sống lắm. Hoặc là trong cuộc sống gia đình, trong cái hoàn cảnh gia đình có cái điều gì trúc trắc, hoặc là các bạn có cái niềm gì đó chôn giấu thì các bạn mới mạnh mẽ như vậy để có thể trưởng thành sớm hơn. Và các bạn mong muốn là giúp đỡ những người thân trong gia đình. Không biết là cô có kỷ niệm nào và có cái điều gì muốn chia sẻ về con gái của mình không? Nói là mình với lại ba của bé Thư là ly hôn rồi. Ly hôn mấy năm, 4 năm. Bé Thư thì thương mẹ lắm. Cái lúc nào là cũng vì mẹ hết. Nói sau này con lớn là con sẽ nuôi mẹ. Hỏi nó chứ vậy rồi chồng con như thế nào? Nó thì chồng thương con thì phải thương mẹ. Vậy đó. Nó giờ nó già rồi đó. Nghe con gái mà nói vậy thì cô cảm thấy như thế nào? Thấy cũng mãn nguyện. Con xin chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó với cô. Tại vì rõ ràng là không có niềm hạnh phúc nào hơn khi mà con mình hiểu mình, phải không nào? Cái từ khóa mà mình dành cho gia đình nhà trai là gì về con gái của mình? À, từ khóa dành về cho con gái mình là căng. Căng. Dạ? Căng. Căng. Cái gì căng à cô? Căng. Căng ở đây là không phải là căng thẳng. Mà dạ. Căng đây là nói cũng chung là bé cũng có da có thịt, dễ thương. Nhưng mà căng bé... đầy. Dạ, căng đầy. Căng đầy. Bé là cao. Vòng 1, vòng 2, vòng 3. Vòng nào cũng căng. Ra vòng đó. Rồi, ngon lành, ngon lành. Trời ơi, không biết là đứt sao chứ chị đổ mồ hôi rồi đó. Nè, anh tót mồ hôi luôn nè. Thôi, bữa đây để lao chút này xíu. Gì vậy? Cho tôi xin hỏi một câu là chị đã ly hôn như vậy rồi thì nếu như mà hai cháu thương nhau thì chị có bắt rể không? Không, tùy theo chị, con ưng đâu thì gả đó. Còn ví dụ mà con muốn làm rể thì cũng được, mà muốn thế là làm dâu cũng được, không sao hết, không quan trọng. Em cũng thích đó là con em làm dâu để cho nó lên người hơn. Yeah. Tại vì em hồi xưa cũng làm dâu. Dạ. Yeah. Ví dụ như là mình nghe thấy hoàn cảnh của bé đó đó. Dạ. Yeah. Thấy thương lắm. Dạ. Yeah. Tại vì là mất cha này. Yeah. Thế rồi mới có 18 tuổi để phải lăn lộn trong cuộc sống này. Yeah. Thế mà bé coi như là đầy nghị lực đó. Là sau này mà lớn lên là rất giỏi đấy. Chúng ta cũng đã hiểu được đôi nét về anh Thư. Thì không biết là Đức bây giờ có những suy nghĩ như thế nào? Thật ra là em đang cảm thấy Thư khá là đặc biệt. Người con gái đại loại là giống như Thư hiện nay là rất hiếm. Cho con hỏi là cô có lo lắng rằng con gái cô sẽ đi đến với một người hơi tệ không? Cô thì cô để cho con gái cô chọn. Tại vì cô tôn trọng theo ý kiến của nó. Vậy á, cô thì dễ lắm, sao cũng được. Thí dụ mà con mình chọn thì cô cũng đồng ý thôi. Quan trọng là con gái mình hạnh phúc đúng không cô? Đúng rồi. Dạ vâng. Yên tâm rồi, chúng ta sẽ cùng làm quen với gia đình cuối cùng. Có mẹ là Nguyễn Hạnh, con gái Trần Ngọc Sang. Xin mời cô. À, con gái của cô là Trần Ngọc Sang, năm nay là nó 25 tuổi. Thì nó cũng thích làm nghệ thuật, cởi mở, thích làm đẹp. Dạ, tính cách thì sẽ như thế nào ạ? Tính cách thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hiền, ngoan. Vậy nếu mà dùng một từ khóa để miêu tả về con gái của mình thì cô sẽ dùng từ nào ạ? Từ khóa để dùng cho con gái cô thì cô dùng ngất. 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 Là bạn bị hay xỉu hay sao? Ngay. À, ngất ngay. Hay xỉu. Em nghe ngất. Lại em. Người ta nghĩ tích cực ngất hay là chất ngất hơn nào? Ngất ngay bà hay xỉu. Dạ, có nghĩa là vẻ ngoài của bạn á là rất là xinh đẹp hả cô? Ngọc Sang, con của mẹ thì bị người ta dèm biểu về ngoại hình á. Dạ. Nên về sau này cái trở nên đẹp, xinh, rồi quyến rũ. Nên ai cũng thấy ngất ngay. Dạ. Đã nha. Vậy thì thôi. Dạ. Vậy thì sao mà bạn lại có sự thay đổi ngoại hình như vậy ạ? Là bạn giảm cân được hay là bạn thay đổi một điều gì đó ạ? À, Ngọc Sang thì tham gia cái chương trình Lột Xác thì được đậu quán quân.
Dạ. Ồ. Nên rất là xinh đẹp mà cô rất là tự hào. À, là có một sự cải thiện về nhan sắc và ngoại hình thông qua một cái chương trình về thẩm mỹ đúng không cô? Wow, wow, rất đáng chờ đợi nhan sắc này. Trời ơi, đúng hả, đúng hả. Và bây giờ chúng ta cũng đã nghe được những chia sẻ của bên họ nhà gái rồi. Thì họ nhà trai mình có thắc mắc gì không ạ? Cho tôi hỏi lại là lúc nãy cô nói là con gái cô ngày xưa rất xấu, nhưng mà hiện nay thì đã lột xác rất là đẹp, đúng không ạ? Dạ. Cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Cái này là bạn ấy trải qua những cái phẫu thuật như vậy thì... ví dụ như là cháu của tôi mà lấy bạn ý thì không biết là nó có liên quan gì đến sức khỏe để mà hai cháu sống đời với nhau được không nhỉ? Không có chị. Thì bây giờ là sức khỏe của Ngọc San thì rất là tốt. Về sinh sản thì bình thường, từ giờ hiện đại rồi cũng có là cấy tinh trùng nên là có thể là sinh đẻ bình thường, không có gì hết. Dạ, cô cho con hỏi là tại vì con nghe cô nói về cái vấn đề sinh sản vẫn bình thường đó ạ. Vậy thì lúc trước bạn ấy có sự khác biệt gì so với bây giờ ạ? Thì lúc trước á, là họ nhỏ là nó là con trai. Nhưng mà sau cái lột xác á, thì nó trở thành là con gái. Hãy xin là ngưỡng mộ cái tinh thần và cái mong muốn thay đổi của bạn, đúng không nào? Và khi nghe đến đây thì không biết là nhà trai của mình có điều gì muốn hỏi thêm không? Em tò mò, đang đợi rất là nhanh để muốn gặp cái bạn đó. Dạ hả? Ừ. Vậy còn Đức, sau khi Đức nghe chia sẻ của cô Hạnh rồi đó, thì mình cảm giác như thế nào? Thật ra là trong thời buổi hiện nay ấy, cái điều đấy không phải là điều quá xa lạ. Và nói thật với cô là con không phải là một người định kiến về điều đó. Con sống khá là hiện đại. Vấn đề sinh sản như vừa nãy mọi người nói ấy, như cô nói là có thể nuôi cấy, xa xôi hơn thì thuê đẻ, nó không ảnh hưởng. Và quan điểm của con đến giờ này vẫn là con quan trọng, người con gái đến với con, đối đáp với con như thế nào. Nghĩa là Đức vẫn sẵn sàng mở lòng và chấp nhận cô vợ của mình là một người chuyển giới, đúng không? Hiện nay chúng ta đã bình đẳng về giới tính rồi, và cộng đồng LGBT đã phát triển rất mạnh mẽ. Cái công nghệ y học tiên tiến cũng quá là hiện đại rồi. Có thể dễ dàng chúng ta thấy những cái đương kim nhan sắc như là Hương Giang, như là Lâm Khánh Chi vân vân, rất là con gái đúng không? Nhưng mà vẫn còn đâu đó những cái điều tiếng dị nghị từ cộng đồng xã hội, một bộ phận nhỏ. Thì Đức có ngại nếu mà có một người yêu như vậy, mình sẽ gọi là có những cái cảm xúc tiêu cực? Em nghĩ là đấy không phải là cái để ngại. Cái ngại đấy là khi mình đến với một người con gái mà họ không tốt, họ có những cái nó tiêu cực trong cuộc sống, đối đáp không tốt với bản thân mình, không đối tốt với cả ba mẹ, những người thân trong gia đình mình. Đấy cũng là cái đáng để mình lo lắng. Đúng đàn ông. Chính xác là như vậy. Chính xác là như vậy. Cho phép được yêu. Và bây giờ là thời gian để cho gia đình nhà trai chúng ta phải suy nghĩ và đưa ra quyết định khó khăn đầu tiên, loại một gia đình ngay tại vòng một này. Thời gian dành cho gia đình nhà trai bắt đầu. Gia đình tôi loại gia đình số 4 là mẹ Kiều Hạnh và con Ngọc Thư. Có thể nào cho con biết lý do vì sao mà mình đã lựa chọn mẹ Kiều Hạnh với lại anh Thư dừng chân không ạ? Tại vì tôi cảm thấy là với cái cá tính của cháu Đức thì hoàn toàn không hợp với cháu anh Thư. Rất tiếc về điều đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại cô gái Nguyễn Thị Anh Thư ngay trên sân khấu này. Xin mời em.
sĩ hốt ngay về liền. Để lâu chỉ nổi ưu phiền, chỉ bằng thử sức hai nhà nên duyên. Trời ơi, tiếc quá, một cô gái quá xinh xắn luôn. Trời ơi bé nãy ơi, giờ nghe anh Đức nói dưới này rồi mẹ mình cũng khen mình hết lời, nào là giỏi giang lăng xả, bên gia đình nhà trai á, mình thấy mình như thế nào, đang nghĩ gì trong đầu lúc này? Dạ trước tiên là đến với chương trình em xin chào hai vị MC, gia đình nhà trai với lại các cô chú ngồi ở bên đó. Cái khoảng thời gian mà em trải qua nó chưa có đủ chín chắn để mà cho người lớn nhìn vào thấy là con bé này nó thật sự hợp với con của mình. Cho nên là nghĩa là do tùy duyên thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mời mẹ của anh Thư ạ. Xin mời cô. Cô ơi, cô với lại em á, mình cảm giác như thế nào khi mà mình lại là người ra về sớm nhất ạ? Cô á thì không có gì hết, tại vì nói chung là bé cũng còn nhỏ, yêu sớm á thì cô thấy nó cũng chưa có hợp lý lắm. Cho nên bây giờ thôi kệ, khi nào bé đủ lớn rồi thì bé tự chọn. Dạ vâng, còn anh Thư có buồn không khi mà mình phải ra về đầu tiên như thế này? Dạ cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là do duyên thôi. Một chút này là do là như thế nào, hay là một chút là do thấy anh Đức cũng được? Thật sự thì em thấy anh cũng dễ thương, rất là giỏi, em rất là hâm mộ luôn á. Dạ. Thì mình không có duyên đến với nhau đúng thì mình đâu, cứ làm bạn với nhau trước đã ha. Có gì lâu lâu qua đây ủng hộ tiệm điện thoại. Dạ, dễ sợ. Đúng rồi á, chuẩn bị rồi đó, em chuẩn bị mua điện thoại mới rồi đấy. Đó, dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, giá đặc biệt của em liền đúng không? Cũng không nói chuyện luôn. Cho cô hỏi gái, cho cô hỏi này. Bên em có bán laptop không? À, laptop có luôn ạ. Nhưng mà chỉ MacBook, iPad và cái chuyện đó mình xuống sân khấu mình nói sao? Đó tự nhiên lên đây cái kinh doanh thương mại luôn à. Đó quỷ thần rồi. Không, cho dù mình không có duyên dạ, thì mình ủng hộ khách hàng cũng có sao hết. Quan trọng là dễ có giảm giá là cô vui rồi. Rồi. Dạ cảm ơn cô và em ngày hôm nay đã đến đây ạ. Xin chào hai mẹ con. Chào, bye bye. Ai lựa chọn làm sao đây? Làm sao đây? Sao khó quá đi. Cho phép được yêu, let's go. Cho phép được yêu. Vậy là cô nàng cá tính Anh Thư đã bị loại trong tiếc nuối. Liệu bốn vị phụ huynh còn lại sẽ làm thế nào để chiếm được cảm tình của gia đình nhà trai? Hãy đến với phòng thứ hai ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Cho Phép Được Yêu. Ở vòng 2 này, để xem là lời giới thiệu của phụ huynh cùng với những gì được tiết lộ trong các đoạn video clip có chiếm được cảm tình của nhà trai hay không. Hãy đến ngay với nhân đầu tiên, đó là ai? Ba Lê Hiệp và con gái Lê Thị Cẩm Tiên. Xin mời. Lê Thị Cẩm Tiên, nhà tôi á, là năm nay là đại học năm cuối ngành kế toán của Đại học Cần Thơ. Dáng kìa. Bé ở nhà thì rất là cá tính, cũng được vợ chồng của tôi á, là cưng chiều cháu rất nhiều. Tại vì cũng có hai chị em thôi. Bé thì hay tính, có cái tính là sống rất là độc lập, nó mạnh mẽ trong cái công việc, trong cái suy nghĩ, thì thích gì làm đó. Khi mà bé chọn cái ngành kế toán á, thì tôi cũng rất là an tâm. Tại vì người phụ nữ nếu mà làm cái nghề công việc kế toán cũng ngồi văn phòng thì nó cũng nhẹ nhàng. Mà biết tính toán chi tiêu trong một gia đình thì rất là tốt. Lúc mà rảnh rỗi thì bé vẫn đi làm kế toán văn phòng. Rồi cũng thích nghệ thuật, có cơ hội thì làm mẫu ảnh. Còn rảnh nữa thì kinh doanh online là khô gà. Riêng cái khô gà thì bé có thương hiệu của bé tên là Lê Tiên. Bé là muốn tự lập nên tôi cũng để cho bé tự viết, tự đi làm. Chứ ở nhà thì vợ chồng tôi cũng rất là có điều kiện để mà lo cho bé tốt. Tôi thấy nó chỉ có một cái điểm yếu như vậy thôi. Bé thì rất là sợ ma, không có dám đi đâu một mình. Chẳng hạn như đi du lịch đồ này kia mà một mình vô toilet đánh răng thì cũng không dám, phải có mẹ đi theo cùng. Thì tôi nghĩ đó nó cũng là một cái điểm tốt để mà bé khỏi phải đi chơi đêm đồ này kia, thì mình cũng an tâm về vấn đề ở đó hơn.
Trước đây á thì tình cảm thì bé cũng đã bị người yêu phản bội một lần. Thì hôm nay thì nhân dịp chương trình này, tôi sẽ đích thân ra để mà lựa chọn, để tìm cho bé một người có thể gọi là tâm đầu hợp với bé. Người bạn của bé phải có cái đầu giỏi hơn bé một chút, cứng rắn mạnh mẽ hơn, để cho bé tự tin hơn. Vì bé cũng đã bị mất niềm tin về tình cảm của mình lúc trước. Nếu như con chọn bé Tiên của nhà chú á, thì con khỏi phải lo về của. Chú chỉ mong con lo về vấn đề tình thôi. Trời đất ơi, con khỏi phải lo về của kìa. Được. Wow. Yeah, vỗ tay. Vỗ tay cho ba Lê Hiệp. Trời ơi. Ê, nói nghe nè, anh thấy đường ra có vốn kinh doanh rồi đó. Em ơi, em mà không vô là anh Hiếu anh vô liền đó nha. Dạ. Anh ơi, tự trọng. Dạ, ba Lê Hiệp ơi, con nghe nói là nhà mình rất có điều kiện. Con thấy cái bộ vòng trên tay của em là con cũng đã nghĩ tới điều đó rồi. Và cái cọng dây chuyền trên cổ của chú là con cũng đã thấy được sự điều kiện của gia đình mình rồi. Vậy thì cho con hỏi một điều là gia đình mình có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không ạ? À, tất nhiên làm cha làm mẹ thì ai cũng nghĩ tới cái hạnh phúc của con mình. Nhà mình cũng có điều kiện mà. Thì khi mà con mình nó có bạn thì tất nhiên ai cũng muốn bạn của con mình nó cũng có điều kiện. Cái đó là cái niềm tin vững chắc. Chứ còn cái ví dụ mà hạnh phúc thì tất nhiên phải tâm đầu ý hợp nữa. Nhưng mà nếu lỡ nha, nếu lỡ cái điều kiện bên nhà trai mình nó thấp hơn chút xíu thì mình có soi xét cái điều đó không ạ? Bạn trai của con mình mà nó hòa hợp với con mình thì cũng được mà. Con trai quan trọng là chí cầu tiến đúng không ạ chú? Đúng rồi. Bây giờ cho mình hỏi thăm, ví dụ như là nhà mình á, liệu có phải đòi hỏi đem theo bao nhiêu của hồi môn không ạ? Đúng rồi, cái này mình phải hỏi vô vấn đề, vô chi tiết luôn. Theo tôi nghĩ thì mình cũng tìm để cho con mình nó có một cái chỗ để mà vững chắc thôi. Chứ còn cái chuyện mà đem ra đây mà đỏ của thì không phải ý của tôi là như vậy. Nhưng mà thí dụ như bây giờ giống như cháu trai đây đi, thì cũng đã biết làm ăn, có cái ý chí, có cái tương lai như vậy, thì tất nhiên thì làm cha làm mẹ nào lại không thích chọn những người như vậy. À, cho mình hỏi thăm này, khi mà đi lấy chồng đó thì cô gái đó đem theo bao nhiêu của hồi môn ạ? Trời ơi, bao nhiêu của hồi môn là gia đình cho mang theo đấy hả? Chú ơi, cái này hơi căng. Cái này theo như tôi nghĩ thì còn tùy theo cái người rể của tôi nữa. Dạ, tùy theo như thế nào ạ chú? Thì tôi phải coi thí dụ như là cháu có như thế nào với con tôi, mình mới tính tới được tiền đó, chứ giờ nói cho thì biết như cho đủ. À, cho mình hỏi thăm ví dụ như là anh có thể tiết lộ xem là cho khoảng bao nhiêu? À, thí dụ như bây giờ đi, gia đình tôi hiện nay ở Cần Thơ, nếu như mà cháu mà lập gia đình thì tôi có thể mua cho cháu một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Trời ơi. À, tôi muốn hỏi là căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh nó rất là nhiều giá. Dạ. Cái giá của căn nhà là bao nhiêu? Tôi đã nói rồi đó. Bây giờ mình còn phải coi thử như cái người rể của tôi nó như thế nào với con mình nữa. Dạ. Nếu mà mình cảm thấy giác là chàng trai ấy đủ tin tưởng để mình yên tâm mình giao con gái thì tất nhiên là cái nhà nó bự hơn cô ạ. Rồi, dạ vâng ạ. Mình có thắc mắc nào nữa không chị Quỳnh? Chị đừng nói với em là chị thấy tuyệt vời nữa nha. Không, nghe nói tới tiền là chị Quỳnh sáng mắt. Đúng là hấp dẫn. Hấp dẫn phải không chị? Em cũng bị hấp dẫn. Thật ra thì em trai của Quỳnh cũng không phải là khó khăn về kinh tế. Dạ. Nhà Quỳnh chắc cũng không cần thiết phải cái đây lắm. Dạ. Chỉ là em trai đây cảm thấy vui và hạnh phúc là được rồi. Còn nhà thì chắc là Quỳnh cũng có thể mua cho em trai mình được. Dạ. À, nhưng mà có thêm thì cũng vẫn hơn còn. Hợp lý chịu. Thiết thực cô. Con Đức đó, bây giờ mình nghe bác trai nói vậy là mình có bị tâm lý hay là có lo lắng hay có hồi hộp không? Tư tưởng của bác con thấy như thế là tốt cho em, tại vì một câu chuyện thực tế là bây giờ đồng tiền nó rất là quan trọng, nhưng mà theo con thấy thì đôi khi không nhất thiết phải là dùng vào đồng tiền quá nhiều. Nhưng mà mọi thứ chú dành cho em khi đi lấy chồng như vậy là rất tốt rồi. Cho mình hỏi thêm này, ví dụ mình cũng đang lo nhà mình á là không có đủ muốn đăng hộ đốn,
Ví dụ như là nó không có nhiều tiền, khi mà nó về nhà bạn á thì bạn có đại khái có ngại gì không ạ? Như tôi đã nói rồi thì tức bậc làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình kiếm một tấm chồng mà nói chung là cũng đủ đầy đầy đủ với người ta. Tôi thấy như cháu đây thì cái điều kiện thì quá quá tốt rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng một chàng trai như vậy là đã quá bản lĩnh rồi. Không có cần gì đòi hỏi hơn. Chú ở đây chú cũng chỉ quan trọng là bản lĩnh của em như thế nào, chứ không phải là em có được bao nhiêu. Chúng ta sẽ sẵn đây thì tôi cũng hỏi luôn là, tôi nói thí dụ như lỡ đây mà cháu mà ưa một người bạn gái đi, thí dụ không cha không mẹ hay gì đó, là ở trong cô như diện rồi đi, thì thí dụ như là bậc làm cha làm mẹ làm bác làm chị như vậy á, thì mình có suy nghĩ như thế nào? Với gia đình nhà tôi thì thực sự là chỉ cần cháu Đức hạnh phúc, gia đình vỗ tay hết. Dạ, vỗ tay cho gia đình luôn. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời khi trong vòng 2 này khởi đầu là một gia đình rất hiện đại. Và gia đình nhà trai cũng vậy thưa quý vị. Để xem gia đình tiếp theo sẽ được hé lộ những thông tin gì trong đoạn video clip sau đây. Xin mời tất cả hướng mắt về màn hình để đến với gia đình của mẹ Ngọc Thúy và bạn Trần Thị Ngọc Phương. Xin mời. Ngọc Phương, nhà cô, ông Mai ba mất sớm từ nhỏ. Rồi mẹ có thêm bước nữa thì cũng có ba sao cũng rất là thương. Ngọc Phương, bé Phương cũng rất thương ba, giống như là ba ruột của mình. Vừa đi học vừa đi làm, cũng có đi học tiếng Anh, tiếng Hàn. Mà nhiều lúc mẹ xót nói thôi con đi làm vừa thôi, thì nói thôi kệ đi mẹ ơi, còn trẻ thì con thích học cái gì con học, con thích làm kiếm tiền nhiều, sau này cũng muốn còn cơ hội để mình làm nữa. Phương cũng đam mê học võ từ hồi nhỏ tới giờ, nhưng mà chưa có thời gian. Bây giờ lớn rồi tự đi làm kiếm tiền, dẫn mẹ với em đều đi học võ, ba mẹ con đi học hết. Một là cho mình có cái sức khỏe dẻo dai, rồi ra đường đó mình có thể là mình bảo vệ được cái bản thân của mình. Bé Phương nhà cô thì có nhược điểm hay quên, mù đường. Ai hẹn thì từ 11 giờ rồi, bé Phương 7 giờ chuẩn bị rồi, sửa soạn rồi để chìa khóa xe, không biết ở đâu mà đi kiếm vòng chạy ra chạy vô, lên lầu lên xuống lầu đi kiếm được cái chìa khóa không à, chắc cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giờ ra đường mù đường nữa, giờ chạy vòng lạc đường chắc khoảng 1 tiếng nữa là 2 tiếng. Cô cũng hy vọng là có một chàng trai sau này đưa đón Ngọc Phương. Bé Phương nhà cô á, không sợ bị lạc mà sợ người ta phụ bạc thôi. Wow. Yeah. Yeah. Đó là những thông tin và một vài hình ảnh về em Ngọc Phương. Thì không biết là gia đình bên nhà trai của mình có thắc mắc gì muốn hỏi nhà gái không ạ? Nếu mà cháu cứ hay quên như thế, mà năm nay cháu cũng còn trẻ như thế, thì sau này nếu mà các cháu lấy nhau rồi sinh thêm 1-2 đứa con xong thì chắc cháu quên mất chồng luôn thì sao? Nói chơi vậy thôi, con mình làm việc bận rộn quá rồi quên chỗ này quên, để trong bóp rồi mà cứ tưởng để trên lầu và chạy lên chạy xuống vậy thôi. Dạ. Chứ kiểu nó vui thôi ạ. Dạ vâng ạ. Chứ còn ra ngoài đường thì cũng biết đường chạy, nhưng mà cũng phải suy nghĩ từ từ, thì mong cũng có được cái bạn trai sau này để chỉ làm tài xế cho con. cho mình hỏi thăm, nếu như là ba của bé bị mất á thì bây giờ bé đang ở với ai ạ? Tại vì có nhà riêng của mẹ con để cho bé Phương ở với lại một người dì. Còn em thì ở với lại ba sao này đó, cũng gần ở đó và chạy qua chạy lại với mẹ con với nhau. Cho mình hỏi thăm tại sao ba không ở cùng và hai mẹ con sao không ở cùng với nhau cho vui? Dạ tại vì ở bên ba thì dòng con trước thì ba cũng có được 5-6 đứa con đó. Tại em cũng có nhà riêng đó, em để cho con em nó ở. Tại vì đi làm thì cũng tối
về giờ còn phải đi học đồ nữa nên ở nhà riêng nó thoải mái hơn á chị. Tại vì cũng bé cũng đã lớn rồi chứ. Lớn rồi cũng tự lập từ nhỏ, thích lăn lộn ngoài đời vậy đó, cái gì cũng thích làm, cái gì cũng làm được hết. Cũng thích nữ công gia chánh á, nghe bạn trai thì cũng nấu ăn thì con em cũng có nhiều tài lẻ. Ngon nhất cái món là mì Ý với lại cơm cuộn sushi rồi đó. Món Tây rồi món nước ngoài. Dạ, nha. Quan trọng nè, Đức thích ăn đồ Tây, đồ Hàn Quốc không? Đối với em ngon là được. Đức, trời ơi, sao em dễ quá vậy? Hay là em thấy là mấy bạn gái xinh xắn quá rồi, hay là ông ế quá rồi, ông ai cũng ông nội? Có thể đấy cũng là một lý do đấy. Thành dễ sợ. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với gia đình tiếp theo nha. Đó chính là mẹ Hải Chi và con gái Trần Thị Thu Trang. Xin mời quý vị sẽ cùng xem đoạn video clip về em. Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. I don't know, baby I don't know, mai đây sẽ thế nào. Chỉ cần biết rằng, mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên. Xin chào bên nhà trai, mình là mẹ của bé Thu Trang này. Con của mẹ là năm nay học kinh tế năm cuối rồi. Nói chung hòa đồng lắm, đi đâu cũng được mọi người yêu mến ạ. Có sở thích là thích chụp hình này, rồi thích ca hát, được dạy ba của trường kinh tế đó. Văn nghệ là nói chung hát là hầu như là ai cũng khen hết đó. Con của mẹ thì hát công nhận rất là hay, nhiều lúc mẹ buồn mẹ mệt lắm. Nhưng mà mỗi lần nghe con hát là mẹ rất là xua tan hết mệt mỏi. Có sở thích là sau này được đi du học và được làm ở ngôi trường rất là chuyên nghiệp. Thì mẹ, con của mẹ nó muốn phát huy ở những nơi mà có những người mà để cho bé học hỏi á, vì thích tình tòi lắm. Thỉnh thoảng là con của mẹ hay đi ra công viên để đọc tiếng Anh và gặp người nước ngoài nói chuyện. Nó hứa với mẹ sau này sẽ dẫn mẹ đi sang nước ngoài để du lịch này và làm hướng dẫn viên cho mẹ. Con có ghen tị với mẹ không? Con của mẹ thì không có thích xăm hình, nhưng mà nếu con có xăm hình á, nhưng mẹ chỉ cần thích là được. Tại vì hầu như nó toàn làm theo ý của mẹ thôi à. Còn điểm xấu của bé là hay ngủ nướng với khi ngày nghỉ, ngủ có tới trưa mẹ gọi cũng không thèm dậy nè. Rồi ăn người nhỏ nhắn xinh xắn thôi, ăn rất là nhiều. Cảm giác ăn mà cứ có bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu cơ. Có khi ăn luôn cả thế giới. So với những điểm tốt thì những điểm xấu nó rất là nhỏ đúng không? Nếu mà vì tình yêu hoặc là vì con chắc chắn nó sửa nhanh lắm. Con của mẹ nhiều lúc cũng hay buồn lắm. Lúc mình buồn á là bé cứ hay đi lang thang đi lang thang và hát hu hơ một mình. Mẹ bây giờ cũng muốn tìm được một chàng rể để mà chia sẻ những cảm xúc khi buồn giống như mẹ. Có nghĩa là luôn thay thế mẹ ở bên cạnh con mẹ. Mẹ muốn tìm một người là luôn lắng nghe khi con mẹ hát và khi con mẹ buồn á thì luôn chia sẻ với con của mẹ. Nếu mà con chọn Trang á, những lúc con buồn á, con sẽ luôn được nghe Trang líu lo bên tai con. Thì những mệt mỏi của con sẽ chua tan đi và không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con rể quý, mẹ Trang sẽ chiều nhà trai. Trời ơi, anh thấy là thời buổi bây giờ là không phải là con gái biết thả thính không đâu, mà là mẹ vợ cũng phải biết thả thính với rể nữa. Thả cộc cộc luôn. Đó, trời ơi, cái này em hiểu tại sao em ế rồi. Mẹ em chưa có học thả thính, em phải về em dạy cho mẹ em những cái câu thính của các bậc phụ huynh mang đến chương trình mới được. Quá là cao siêu đúng không nào? Dạ. Và qua đó thì mới gợi mở thêm nhiều thông tin hơn về cô con gái Thu Trang. Bây giờ để xem là với những cái thông tin vừa được hé lộ thêm về vóc dáng, về cơ thể, về công việc, thì không biết là mình có những cái điều gì cần nhà gái chúng ta giải đáp thêm. Xin mời nhà trai. Cho mình xin hỏi bên nhà gái là bé thì thích hát như vậy, bé có muốn đi theo con đường chuyên nghiệp của hát hay không? Không, bé thích hát á, nhưng mà bé muốn làm giống như bên thời Trang hơn. Dạ, sẽ thích thôi chứ không phải là đam mê và không phải là lựa chọn nghề nghiệp ạ. Mình muốn hỏi này này, nhà mình á thì cứ hàng năm là Tết lễ rồi đó thì là có làm bàn thờ Phật cúng bái. Thì không biết là bé về bé có thích nghi với lại cái công việc đó không? Dạ, bé là người sống rất là tình cảm và nội tâm nữa. Cũng có thỉnh thoảng đi chùa lễ nghi tướng Tết hoặc ông bà mình nhá. Thì hầu như bé có sẵn sàng thích nghi được điều đó rất là dễ dàng. Dạ vâng ạ. Thì tốt.
Lúc này thì không biết chị Quỳnh có điều gì đặt ra cho nhà gái ngay lúc này không? Em chỉ thấy là thật sự là bây giờ ba người khó chọn quá. Khó chọn quá đúng không? Khoan hãy chọn. Dạ. Có điều gì muốn gợi mở thêm nếu mình cảm thấy có tình cảm? Còn nếu không thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với gia đình tiếp theo để mình phân vân sau nhé. Để bây giờ chúng ta cùng theo dõi thêm một đoạn video clip nữa để dạ, vâng. xem là mẹ Nguyễn Hạnh sẽ bật mí thêm điều gì về bạn Trần Ngọc Sang. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngọc Sang nhà cô lúc 4 tuổi thích chơi búp bê vậy. Bạn Đàm cô làm mẹ thì cô cũng biết. Đến năm 14 tuổi thì nó chuyển giới. Thì lúc đầu thì ba nó cũng không đồng ý. Cô thì làm mẹ thì lúc nào thì cô cũng không chịu. Sao này thấy con chuyển giới rồi, con đi thi, cô cũng có đi xem con mình diễn hát. Lúc mà nó thi chung kết á, nó lên sân khấu nó mặc cái áo dạ hội, trời ơi bố nhìn mà bố khóc luôn. Thấy trên sân khấu thì nó sống thật với con người của nó thì cô cũng mừng. Thấy con mình nay nó thành đạt thì thấy đạt giải á cũng mừng, cũng thấy vui. Về nhà thì nó cũng vui vẻ, hoạt bát, cũng thích nấu ăn, thích hát nhạc rap, rửa trẻ. Thì ở nhà nó nấu cơm, cái nó cũng hát líu lo, vui vẻ và cũng hòa đồng với gia đình lắm. Những người con gái khác người ta sinh ra thì nó đã đẹp, còn Ngọc Sang nhà cô thì nó phải rột xác thì mới trở thành một cô gái như hoa hậu. Có nhiều chàng trai cũng đeo đuổi nó dữ lắm. Những cái gì khó khăn mà nó vượt qua được thì sau này nó cũng vượt qua hết. Nếu mà con chọn Ngọc Sang cô gái tuyệt vời nhất thì nó đã vượt qua nhờ những cái sự khó khăn, cái đau đớn. 1+1=2 thì con cộng với Ngọc Sang thì thành cặp. Đó là những gì mà mẹ Nguyễn Hạnh chia sẻ về con gái Ngọc Sang. Không biết là gia đình bên nhà trai của mình sau khi xem đoạn clip đó thì cảm nhận như thế nào và có thắc mắc gì dành cho nhà gái không ạ? Tôi thấy là 14 tuổi cháu chưa đủ trưởng thành để mà phẫu thuật thì tại sao lại phẫu thuật sớm như vậy? Dạ, cũng thưa bên nhà trai thì năm 14 tuổi thì bé nó trốn đi thì không biết nó tham gia cái chương trình lột xác á. Ở cái chỗ đó thì thẩm mỹ hoàn toàn miễn phí. Ra là con đi làm, con không có báo cho ba mẹ hay. Tự con đi làm, đến hồi xong rồi con mới điện về. Rồi nói như vậy đó. Lúc đầu thì tôi cũng buồn mà khóc. Con mình mà làm như vậy thì rất đau đớn thể xác quá. Rồi sau này nó thi được cái giải quán quân thì thấy con mình đẹp ra rồi này nọ thì rất là hãnh diện, rất là thích. Có nghĩa là lúc trước đó là do bạn Ngọc Sang tự quyết định thôi ạ, xong rồi trốn gia đình đi phẫu thuật chứ gia đình là ba mẹ không biết. Vấn đề là ý như là cháu còn nhỏ tuổi quá, nó chưa đủ phát triển cái thể chất mà đã đi làm rồi đấy, ý là mình muốn hỏi đó. Chứ còn cái chuyện là biết là cháu đã trốn đi cháu làm nhưng mà ý nói là nó có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của cháu sau này không? Thực sự là như thế này nè cô Minh, với những cái ca phẫu thuật kiểu như vậy đó thì trước khi phẫu thuật các bạn ấy sẽ được kiểm tra một cách rất là kỹ càng về sức khỏe và tiêu chuẩn ạ. Khi nào mà tiêu chuẩn cho phép và mọi thứ phải thật là thuận lợi thì ca phẫu thuật mới được tiến hành. Ngày nay thì cái phẫu thuật càng sớm lại càng tốt nha. Dạ. Càng sớm lại càng có lợi hơn trong các quá trình phát triển và chúng ta làm quen với điều đó và sức khỏe nó sẽ tốt hơn. Tất cả là do là gia đình nhà mình á là lo lắng cho cái sức khỏe của cháu sau này để mà sống trọn đời với con cháu nhà tôi thì hơi lo. Dạ vâng ạ. Rồi đó là những chia sẻ từ phía hai bên gia đình. Vậy còn Đức em nghĩ sao? Con vẫn muốn thắc mắc là không biết em có còn ý định phẫu thuật nữa hay không. Bởi vì theo như con được biết thì cái câu chuyện phẫu thuật này có thể phẫu thuật thêm những lần sau. Cái quá trình đôi khi là phải trải qua nhiều ca phẫu thuật à. Mà không biết là em đã hoàn thành xong cái giai đoạn phẫu thuật chưa hay là còn cái giai đoạn nào tiếp theo nữa không ạ cô? Con của cô thì nó đã hoàn thành xong hết rồi.
nay thì nó đầy đủ tự tin, sức khỏe nó là rất là tốt. Dạ, như vậy là tốt rồi. Cho phép được yêu. Và bây giờ là thời gian quan trọng để cho gia đình nhà trai đưa ra quyết định loại thêm một gia đình nữa ngay tại vòng 2 này. Thời gian dành cho gia đình nhà trai suy nghĩ bắt đầu. Gia đình phải dừng lại tại đây là gia đình tôi chọn gia đình Hải Chi, mẹ Hải Chi là dừng lại. Mẹ Hải Chi và con gái Trần Thị Thu Trang. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao mà mình lại lựa chọn gia đình của mẹ Hải Chi và em Thu Trang ạ? Thực sự thì tôi cũng không có chê gì về tất cả mọi thứ đối với gia đình cháu, nhưng mà tôi nghĩ cháu còn quá bé, cháu còn phải học hành nhiều hơn, cho nên không hợp với Đức ở thời điểm này. Thật ra là ở đây bạn Thu Trang, con của mẹ Hải Chi, và bạn Cẩm Tiên, con của ba Lê Hiệp đang bằng tuổi nhau. Cho nên là cái điều này chúng ta cần phải có thêm cái dữ liệu nào đó để chúng ta củng cố cái lựa chọn của mình, để thuyết phục được gia đình nhà gái. Bây giờ trước mắt thì tôi thấy gia đình bên kia người ta đưa ra một căn nhà thì tôi thấy cũng hấp dẫn. Thôi, đây cũng là một sự lựa chọn thiết thực của bên gia đình nhà trai. Khi nghe gia đình nhà trai nói như vậy, cái sự chênh lệch chỉ là cái nhà nó hấp dẫn, thì mình cảm thấy như thế nào thưa mẹ Hải Chi? Mình cảm thấy cũng hơi buồn một chút. Nếu mà gia đình mình mà điều kiện như vậy thì con mình sẽ lượt vào vòng sau. Có mũi lòng không chị hả? Có một chút mũi lòng. Vâng. Em nghĩ đây cũng là một câu nói vui của cô Minh thôi. Chứ thật sự thì ngôi nhà không phải là nguyên nhân chính trong sự đưa ra quyết định của mình, đúng không ạ? Thì thực ra là tôi thấy cháu còn phải học hành thêm. Dạ vâng, có lẽ là do một cái lý do nào đó trong cái quá trình mà mình tìm hiểu hồi nãy giờ về bạn Thu Trang. Có lẽ là chưa tìm được điểm chung hay là điểm tương đồng chăng, chúng ta không biết được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mời ra sân khấu bạn Thu Trang để xem sự lựa chọn của nhà trai có phải nuối tiếc hay không nhé. Và xin mời Thu Trang. Let's go. Mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay, cũng như chào mấy bác bên đàn trai và mấy bác bên đàn gái, cũng như hai vị MC ạ. Đúng là mẹ nói không có sai gì trơn trọi á, hoàn toàn rất là giống mẹ, đẹp, xinh xắn. Thật là tiếc khi phải đưa ra lựa chọn như vậy. Không biết là khi mà cô thấy người trần mắt thịt ở đây rồi, cô có tiếc hay không ở bên họ nhà trai nhỉ? Thì cô thấy nhận xét là đúng của cô rồi, vì em nó quá bé. Bé cả về thể chất cho lẫn bé còn nhỏ tuổi nữa, nên không hợp được đâu. Vậy Đức thì nhà cô phải là một em thật cá tính, thật mạnh mẽ. Phải không Đức? Bây giờ đó, nhìn thấy Thu Trang xuất hiện nhìn rồi nè. Nhìn kỹ nè, quay đó. Ngang một góc 90 độ. Nhìn nè. Cảm xúc của mình sao nè? Cảm xúc thì chắc chắn là sẽ khen em ấy là xinh. Xinh? Em xinh, em nhìn em ấy chứ đừng nhìn chị nè. Hay cày, hay cày. Nhưng mà đúng là em thích con gái phải cá tính hơn chút. Cá tính hơn? À, vậy có vẻ là cô Minh hiểu gu của Đức nhỉ. Vậy thì Thu Trang ơi, khi mà biết gia đình mình phải dừng chân ở đây thì cảm xúc của em như thế nào? Dạ, em có một chút hơi tiếc nuối. Hơi tiếc nuối là vì mình tiếc cho cái người đàn ông bản lĩnh và có công việc ổn định, có ý chí kinh doanh này. Nhưng mà người ta lại nói là người ta thích cá tính hơn. Thì sau khi nghe cái câu phũ phàng đó từ người ta,
em có cái câu gì để đáp lại? Đừng nói chị là em không có cá tính gì hết nha, là chị xỉu liền nha. Dạ thì em cũng có một câu muốn nói là anh đã bỏ lỡ mất em rồi. Bỏ lỡ mất em rồi. Anh đã bỏ lỡ mất một cô gái tốt rồi đúng không? Lúc này chúng tôi muốn mời luôn mẹ của Thu Trang cùng ra sân khấu để đứng kế con gái của mình nha. Mẹ Hải Chi thân mến, không ai hiểu con của mình hơn mình. Và khi nghe đối tượng tiềm năng nói rằng là con của mình thiếu cái sự cá tính và con gái của mình lại nói là anh đã bỏ lỡ mất em rồi, thì mẹ Hải Chi có điều gì muốn nói ngay lúc này với cái quyết định bị loại ngay tại vòng 2? Có lẽ là con sẽ tiếc nuối hơn nữa khi bỏ lỡ mất em đó. Như bác ở bên nói á, thì em rất nhỏ nhắn, nhưng mà chưa chắc cái nhỏ nhắn đó là sẽ là yếu ớt đâu ạ. Có thể chỉ nhỏ nhắn về ngoại hình thôi, nhưng mà là trưởng thành ở trong tính cách đúng không ạ? Sao em thấy cái cặp này xứng đôi á nha? Anh cũng cảm thấy xứng đôi. Mẹ ơi mẹ đừng buồn nhé, mai mốt con sẽ cố gắng kiếm cho mẹ một chàng rể thật vừa ý. Cơ hội sẽ còn nhiều mà. Dạ vâng. Thưa quý vị, Trang đến đây xem như là một cái cơ duyên gặp gỡ với tất cả mọi người ở chương trình. Hy vọng rằng là mẹ Hải Chi và Thu Trang sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống. Hãy dành một tràng vỗ tay để nói lời tạm biệt cùng hai mẹ con đáng yêu này. Phải lựa chọn làm sao đây, làm sao đây, yeah. Sao khó qua đi, mọi gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây, một cho phép được yêu, let's go. Kết thúc vòng 2, cô con gái Thu Trang, ngoan ngoãn hiền dịu của mẹ Kiều Hạnh đã phải dừng bước. Cuộc đại chiến giữa ba vị phụ huynh còn lại đang nóng lên hơn bao giờ hết. Bất ngờ còn ở phía trước, hãy cùng nhau bước vào vòng 3 ngay bây giờ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với con gái của bà Lê Hiệp, Lê Thị Cẩm Tiên. Let's go. Chơi nữ thường đứng ở đây. Cái gì vậy anh ơi? Anh ơi rớt đồ kìa. Ờ à, đó, ồ dạ. Lòng tự trọng. Rớt cái liêm sỉ. Tiên ơi, đúng là như tiên nữ ba ơi. Thiên kim tiểu thư. Ba số 1. Anh, mình là MC của chương trình, không phải người chơi. Mình nhập lòng. Đó, rồi bây giờ là thời khắc để cho hai bạn có muốn tìm hiểu gì á, thì có muốn hỏi han gì á, thì mình hỏi ngay lúc này đi nè. Một thời gian ngắn dành cho hai bạn, chúng tôi sẽ nép qua một bên để chừa cái khoảng không gian đủ riêng tư và đủ gần để nói ra điều ai cũng có thể nghe được tại phim trường. Xin mời. Dạ anh ơi. Cho anh hỏi em một câu hỏi. Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy anh. Anh rất thích nghe những câu trả lời về câu hỏi như vậy. À, đầu tiên thì em thấy anh rất là hiền. Ấn tượng thứ hai là đồng tiền trên mặt. Và thứ ba là em thấy anh rất là giỏi khi mà kinh doanh còn lúc trẻ. Anh cảm thấy anh chưa phải là người giỏi đâu. Nhưng mà trong mắt em thì em đã thấy anh giỏi rồi. Cảm ơn em. Em có muốn kinh doanh cùng anh không? Ví dụ như là kinh doanh nhỏ như anh ấy, thì em có chấp nhận kinh doanh nhỏ như anh không? Dạ có ạ. Bởi vì em cũng bắt đầu kinh doanh từ những việc nhỏ nhất. Em cho anh hỏi là món ăn em nấu ngon nhất. Theo em thì em thấy nhóm món nào cũng ngon à. Nè, tức. Còn anh muốn ăn ngon nữa em gọi nhà hàng. Trời đất ơi, nhà em có điều kiện mà. Em hỏi là ấn tượng đầu tiên anh gặp em như thế nào ạ? Nó là tuyệt, tuyệt. Cảm ơn anh. Đối với anh là như vậy. Dạ. Em cũng khá là hiền, nhẹ nhàng,
cũng là một người con gái giỏi và có một suy nghĩ ý chí khá sớm. Anh rất thích điều đó. Ví dụ như là bây giờ mình hẹn hò đi, em thích đến một không gian như nào? Em thì thích những cái chỗ đơn giản thôi, giống như là ra ngồi công viên hoặc là ngồi bờ sông thôi. Nhẹ nhàng vậy thôi hả? Bé thiên nhiên quá vậy ta. Hai con bé nó lộ thiên quá. Anh sống ở Hà Nội lâu và anh cũng rất thích cái chuyện là ra ngồi trà đá. Dạ, em cũng vậy. Được rồi đó, bắt đầu mình sắp lá cài. Gọi là vô chưa? Nhịp rồi nha. Mày nhìn cho anh vô chưa? Rồi mình vô nè. Vô nè. Em. Dạ. Anh biết tại sao em thích ra ngồi bờ sông hay là công viên? Tại vì ở Cần Thơ có bến Ninh Kiều rất là đẹp. Một cái dòng sông chạy ngang, thậm chí là có một cái du thuyền ở trên đó. Mình lên trên đó, mình uống cà phê, mình ăn uống rất là dễ thương. Cho nên cái người Cần Thơ hòa mình với sông nước là chuyện bình thường, không có gì hết. Nhưng mà thật sự mà nói nha, trong cái đoạn video clip ở vòng 2, để mà thấy về những cái thao tác hành động kia, anh không nghĩ là em sao ta, nó vượt ra ngoài cái sự suy nghĩ của anh khi theo dõi qua clip đó. Phải không Đức? Em có cảm nhận vậy không? Đúng á. Bây giờ, không biết là khi thấy ứng viên đầu tiên lộ diện tại đây, thì những cái suy nghĩ trước đó khi chưa thấy sự xuất hiện này và bây giờ nó có khác nhau hay không? Xin mời nhà trai. Cho cô hỏi thăm nha. Coi như con vừa đẹp nè, xinh gái nè, giỏi giang nè, tuyệt vời như vậy thì con đã có bạn trai chưa? Cô ơi, phải chưa có mới đến đây chứ. Dạ chưa ạ. Biết đâu lại đã có rồi sao? Ví dụ là có mối tình nào chưa, trước đó chưa đó, ý là cũng hỏi vậy đó. Dạ, hồi trước đó thì con có một mối tình nhưng đã chia tay lâu rồi, cách đây 2 năm rồi con. Mối tình kéo dài bao nhiêu lâu dạ Tiên? Dạ, 1 năm rưỡi ạ. Và lý do vì sao ngày xưa chia tay? Dạ, thể tại nào cho chị biết được không? Bạn đó quen bạn thân của em ạ. Trời đất ơi, dạ. Lỗi đó do bạn thân đó. Có em nghĩ sao về điều đó Đức? Em theo cái ngôn ngữ của em thì gọi là nó hơi bức xúc, hơi cay cú ấy. Chính xác rồi. Không là phải vậy. Rồi em nghĩ chơi bạn đó chưa? Dạ không, em vẫn bình thường và chúc phúc cho hai bạn thôi ạ. Rồi xong rồi. Bán là... cao cả cái gì. Cô xin hỏi con thế này nè. Theo cô được biết á, thì nhà con rất là giàu có. Khi mà con đi lấy chồng thì có thể là còn cho được căn nhà. Một cái người giàu có khá giả như thế thì nếu mà cuộc hẹn hò đầu tiên thì nó phải ở trong một không gian thật là lãng mạn. Nhưng mà cô thấy con lại chọn một cách quá đơn giản thì cô không hiểu là cái giàu có này của con có thực sự là giàu hay không. Theo con thì ngoài giàu điều kiện thì con nghĩ là phải giàu tình, giàu nghĩa, giàu tình cảm của mình đối với gia đình hoặc bạn bè và những người xung quanh mình nữa ạ. Đó là điều rất là tốt ạ. Dạ. Nếu mà Đức và chị nó đi về ngoài Hà Nội ở, không ở trong Sài Gòn nữa thì em có thể về ngoài đấy làm dâu không? À, đại ca à. Ba ơi, ba có đồng ý để cho Cẩm Tiên làm dâu ở ngoài Hà Nội không ạ? Tôi có hai đứa con lận. Gái thì theo chồng, ăn thua là do chồng của cháu quyết định thôi. Dạ. Tôi không ý kiến. Thế cái nhà Sài Gòn thì mình lại chuyển thành cái nhà Hà Nội. Được không? Cái nhà Hà Nội là đắt gấp 10 lần cái nhà Sài Gòn đó con. Đấy, quan điểm của phụ huynh là chiều theo ý kiến của hai em nếu như hai em thật sự thành đôi. Còn quan điểm riêng của em là như thế nào? Hả? Có nỡ sống xa bố mẹ đến một quãng đường dài mấy ngàn, mấy trăm km như vậy không? Dạ, em nghĩ là bây giờ thì... từ Sài Gòn hoặc là Cần Thơ ra Hà Nội thì cũng đi máy bay thì cũng nhanh nữa. Bây giờ muốn về thăm ba mẹ bay có vài tiếng à, về thăm ba mẹ được liền đúng không? Ở Cần Thơ giờ cũng có sân bay rồi. Chính xác. Khi nghe bé nó nói như vậy thì nhà mình thấy sao? Nói như thế. Thì với cô thì cô nghĩ rằng là có thể là có một điểm nào đó nó hợp với lại cả cháu cô. Ba cũng đang muốn hỏi ba của Cẩm Tiên ấy. Dạ. Là coi như là ví dụ như sau này á, mà bé có đi theo ra ngoài Hà Nội đó, thì vô tình á, cháu của mình đó nhiều khi nó có phụ bạc một chút xíu chẳng hạn, thì bác có ý kiến gì không ạ? Theo như tôi nghĩ á, thì với cá tính của con tôi á, nó đã từng một lần gian dở về cái chuyện tình cảm rồi. Nếu như mà cháu đây mà đồng ý là chọn con tôi thì theo tôi nghĩ mà cái trực giác của tôi á, dạ, thì tôi nghĩ là sẽ không sai. Có nghĩa là chú là nhìn thấy diện mạo và tướng tá của bạn trai là cảm tin tưởng rồi đúng không chú? Đúng rồi.
được lòng. Trời ơi, cả họ nhà trai và họ nhà gái đều được lòng. Giống như mình đang ở cái tiền đám hỏi vậy hả? Nhưng mà khoan đã, bây giờ chúng ta chỉ mới gặp gỡ cô gái đầu tiên thôi. Đừng vội vàng, tất cả hãy còn ở phía sau. Cho phép được yêu. Và ngay bây giờ, không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng gặp ứng viên thứ hai. Đó chính là bạn Trần Thị Ngọc Phương. Let's go. Chào em. Cho anh hỏi là em đánh người có gãy tay gãy chân gì không? Dạ, cái đó em học để phòng vệ thôi chứ em chưa đánh ai ạ. Thật ra là anh cũng chỉ hỏi thôi chứ anh biết là em không đánh anh đâu. Dạ. Không, tưởng Đức nó hỏi là anh muốn thử em đánh anh. Ví dụ mà bây giờ anh bị anh Hiếu đánh đi. Đúng rồi. Em có ra đánh anh Hiếu không? Em ơi, thử luôn em ơi. Quên thử nha. Em đừng cản anh. Đã, ví dụ. Dạ, em sẽ ra đừng em anh. Hòa giải mọi người trước. Rồi em sẽ nói chuyện trước. Rồi nếu như mà không được nữa thì sẽ tính tiếp. Đúng rồi, bé này hay nè. Em có ngại không khi ngay bây giờ em có một vài cái đường võ nhẹ nhẹ để cho bên nhà trai chúng ta thấy được cái năng lực tự vệ của mình? Hơi khó không? Tại vì bây giờ mình đang mặc đầm ôm với lại măng cuốc. Hay mình có cái thế võ nào của tay không ta? Có thấy cái lực tay, hồi nãy anh thấy trong clip là em cái lực tay em rất tốt, đúng không? Dạ. Thì anh hiểu là em có thể thử với anh Hiếu. Dạ, đúng. Tại vì em đang thắc mắc là không biết là nếu mà em có cái thế võ thì ai sẽ là người... Đây em ơi. Đây là anh chỉ đi lướt qua đời em thôi. Anh đi lướt qua thôi để anh chỉ cái đối tượng mà em nên nè. Đây đó, thấy chưa đó. Anh ơi, anh kỳ ghê. Thật sự mà nói đi, rõ ràng là phụ nữ chúng ta đi ra ngoài đường gặp rất nhiều những cái cạm bẫy, đúng không? Đâu thế nào ngày nào chúng ta cũng mặc bộ đồ để dễ quánh võ nhất, phải không em? Cũng có lúc em sẽ mặc bộ trang phục như vậy và bị những kẻ xấu nó tấn công mình và mình phải tự vệ lại. Hãy thử một vài cái đường võ để cho khán giả thấy là mình học võ Aikido và mình đã có những cái năng lực, cái bản lĩnh như thế nào. Thí dụ là anh giả bộ ghẹo, chọc ghẹo bằng từ phía sau đi. Đó, bạn đang đi phía trước nè. Chọc ghẹo từ phía sau em cầm cho. Rồi, chọc ghẹo từ phía sau nha. Chọc ghẹo từ phía sau nha. Rồi. Em gì ơi. Anh nào cho anh biết tên. Anh nhào tới nha. Dạ. Em đánh cho nhẹ. 1, 2, 3. Dạ. Cái này thì mình khi mà anh như vậy thì mình sẽ khum xuống như vậy. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi tay mình sẽ dịnh như vậy, mình vật anh xuống. Yeah. Là cái thế là em quật thẳng xuống đây đúng không? Dạ. Yeah. Còn bây giờ ví dụ em đang cầm một chiếc điện thoại đi. Giật điện thoại, đúng rồi. Đây. Giật điện thoại nha. Oh. Anh ơi, xương sống anh còn ổn không? Lớn tuổi rồi, em nói là anh là hạn chế tập những nó cái... Nó quật anh rớt tận tùng luôn. Rõ ràng là khi mà chúng ta thấy được cái thế võ tích lũy được để có thể tự vệ cho bản thân mình, nó có lợi biết chừng nào đối với những cô gái như thế này. Đương nhiên là không có người đàn ông nào mà có thể mong muốn người phụ nữ của mình ở ngoài đường mà gặp nguy hiểm hết á. Mà nếu người phụ nữ của mình có được trang bị những điều đó thì thật là tốt. Gia đình nhà trai ơi, mình nghĩ sao với những gì vừa được thấy và màn đối đáp của hai bạn? Cô muốn hỏi là... Con thì cô thấy là rất là giỏi. Võ con cũng biết. Thì cô muốn hỏi con có biết nấu ăn ngon không? Dạ, con đi làm suốt cho nên là con ít khi nấu ăn. Nhưng mà nếu như cái món nào mà con muốn nấu á, thì con chỉ cần lên YouTube con coi thôi thì con sẽ nấu được. Đảm đang có nha. Cô hỏi thêm một câu nữa. Cái kế hoạch tương lai của con á, thì sau này là con muốn sinh mấy bé? Dạ, tại vì cái ước mơ của con sau này á, thì sẽ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Cho nên là con nghĩ là con sẽ sinh trễ một tí. Nếu mà hai bé thì sẽ sợ là hai bé buồn. Cho nên là con nghĩ ba là ok nhất. Ba. Đúng ý cô luôn. Đúng ý cô luôn. Dạ. Vậy con Đức
thấy bạn gái sao nè? Em phấn đấu nổi ba đứa không em? Được, cái đấy em dư sức làm được. Dư sức làm được. Với cái cá tính, cái sự mạnh mẽ của em thì được anh như thế là hợp. Anh thích, anh thích. Anh thích à? Vỗ tay là được không ạ? Thằng bé này thích bị đòn. Thật ra cũng sợ tay nghề, mà hồi nãy anh xém sắp mặt rồi cho nên cũng sợ. Như vậy là màn xuất hiện của Ngọc Phương, con của bạn Ngọc Thúy đã mang lại thật nhiều cảm xúc. Và lại một lần nữa gia đình nhà trai có cảm tình. Vậy thì còn chờ gì nữa để xem sự xuất hiện của cô nàng thứ ba có làm gia đình mình thay đổi suy nghĩ hay không. Cho phép được yêu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ứng cử viên cuối cùng của ngày hôm nay. Đó chính là bạn Ngọc Sang, con của mẹ Nguyễn Hạnh. Xin mời. Let's go. Ngay về liền để lâu chỉ nổi ưu phiền chỉ bằng thử sức hai nhà nên duyên tài năng em ấy cũng thừa để ca múa hát cho vừa nhà ơi, xinh. Quá là xinh luôn, thật sự mà nói phải như vậy. Đúng rồi, nhìn dạ. Ngọc Sang đi cách quớt mà tự nhiên em nhớ tới cái thời mà em cách quớt ngày xưa. Ủa là hồi đó em nhảy hay em cách quớt? Dạ em cát với lại em cuốc chưa có được cát quốc chứ nhiều khi mình đừng có nhận bừa vậy nó cũng kỳ. Dạ. Mở clip hồi xưa lại ta coi là ta mang nhục. Anh này thôi bây giờ mình dành thời gian cho đôi trẻ cái đã rồi. Xin mời. Anh vẫn thích cái câu hỏi anh luôn thích đấy là cảm nhận đầu tiên của em về anh như thế nào. Em có theo dõi trong hậu trường thì em thấy anh là một người khá là thân thiện, cởi mở và hiền lành. Thì đó là những cái đức tính mà em muốn tìm kiếm ở một người đàn ông ạ. Không, anh tính chính là anh không hiền. Anh không hiền. Hôm nay theo anh cảm nhận em là người đặc biệt nhất ở đây, đúng không? Anh chỉ muốn hỏi là em có sợ bị mọi người nhìn nhận em rằng em là một người chuyển giới như vậy hay không? Dạ vâng, sẵn ở đây em cũng xin đính chính lại một chút thông tin là có thể là do mẹ em hôm nay lần đầu tiên xuất hiện ở đám đông, mẹ hơi run nên là mẹ không có kiểm soát được lời nói á, nên là thông tin của em hơi bị sai lệch một tí. Thì em phẫu thuật vào tháng 7 năm 2018. Năm 14 tuổi là em công khai với mẹ là em có muốn được chuyển giới ạ. Vậy là mình mới phẫu thuật gần đây thôi. Dạ đúng ạ. Chứ không phải là phẫu thuật hồi còn nhỏ. Dạ đúng ạ. Có thể là mẹ run cho nên là mẹ có hơi nói rồi. Không sao, con vẫn yêu mẹ rất là nhiều. Một câu hỏi nữa là em nghĩ sao khi mà em cúi xuống nhìn anh? Chắc là do mang dài thôi, mang dài thôi. Nghĩ sao khi cúi xuống nhìn anh? Bé dễ thương ghê. Dạ, thật ra thì có thể là nhìn em cao ráo, to lớn vậy, nhưng thật ra em rất là nhỏ bé và vẫn cần một người đàn ông che chở. Dạ. Rồi, qua được rồi. Cái gì cần nói cũng đã nói. Nhưng mà có lẽ ngay lúc này anh muốn hỏi, đó chính là em suy nghĩ và quyết định như thế nào khi từ năm 14 tuổi đã công khai với mẹ. Nhưng mà mãi đến 9 năm sau thì em mới bắt đầu tham gia vào hành trình lột xác đó. Dạ vâng ạ. Khoảng thời gian đó là năm lớp 9 là em đã come out với mọi người. Thì khoảng thời gian đi học em bị ăn hiếp rất là nhiều. Em bị bạo lực, bị kỳ thị này nọ. Khoảng thời gian từ năm 18 tuổi cho đến năm 2018 thì thật sự là em có tìm hiểu nhưng mà em cũng không có can đảm, tại vì mọi người phải hiểu là phẫu thuật chuyển đổi giới tính nó không phải là chỉ là lên giường mình phẫu thuật xong là hết. Nó mang rất là nhiều những di chứng về sau, cũng như là đòi hỏi sức khỏe, đòi hỏi tâm lý, nó phải vẫn rất là nhiều thứ. Nguy hiểm lắm. Dạ đúng ạ. Và cũng may là có mẹ em là người đồng hành với mình, đồng hành em suốt quá trình. Bên gia đình ngoại cũng rất là thương và che chở, cho nên là em đã có can đảm để mà 2018 em đã tham gia cuộc thi để mà được thay đổi như hôm nay. Em là thật sự là may mắn đó, khi mà có cả gia đình ủng hộ và bên cạnh mình như vậy. Trao đổi thêm ngắn như vậy với Ngọc Sang
chị để thấy là Ngọc Sang đã phải trải qua một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cuộc đời, và bạn như được tái sinh với một hình hài khác, và ngày hôm nay đang đường hoàng và bản lĩnh trong hình hài của một cô gái để có thể đứng đây và tìm kiếm tình yêu của mình. Bây giờ không biết là gia đình nhà trai có muốn đặt câu hỏi gì thêm dành cho Ngọc Sang hay không? Cô muốn hỏi Ngọc Sang là từ lúc con phẫu thuật đến bây giờ thì sức khỏe của con có bị giảm sút tí nào không? Dạ vâng, sau khoảng thời gian phẫu thuật được 1 năm thì sức khỏe của con nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà cũng nhờ là trong cuộc thi con được bên ekip người ta hỗ trợ về khâu dinh dưỡng cũng như theo dõi sức khỏe rất là tận tình. Và sau khi về nhà thì con cũng được mẹ chăm lo nấu ăn mỗi ngày rồi tập thể dục, nên là sức khỏe con bây giờ nó dần dần hồi phục, nhưng chắc chắn không thể nào được 100% đâu ạ. Em muốn nghe một ý kiến từ một người thuộc thế hệ trẻ hơn, đó là chị Huỳnh. Quỳnh thấy bạn rất đẹp, mong chờ từ nãy đến giờ để được gặp từ lúc giới thiệu cơ. Dạ. Không ngoài dự đoán của mình thì thật ra bạn rất là đẹp. Dạ, em cảm ơn. Thật ra từ trước đến giờ cái chuyện giới tính thì chị rất là thoải mái luôn, không có gì cả. Chị là còn đặc biệt quý những người, cả những bạn nữ lesbian, những bạn nam phẫu thuật chuyển giới. Dạ. Mình cực kỳ là cảm thấy ngưỡng mộ ấy, là người ta phải có một cái động lực lớn lắm người ta mới có thể làm được như thế. Dạ vâng. Động lực lớn nhất vẫn là được là chính mình. Dạ, chính xác là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã gặp gỡ ba cô gái đặc biệt của ngày hôm nay rồi. Thời khắc quyết định cũng đã đến. Cho phép được yêu. Và như vậy quả thật là một ca khó để gia đình nhà trai đưa ra quyết định ngay thời khắc này. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ đến. Thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định quan trọng trong vòng 3 dành cho nhà trai bắt đầu. Khó để chọn giữa ba cô nàng này, đúng không? Lúc này có lẽ người hồi hộp nhất sẽ là Việt Bích. Không biết là có loại trúng ngay người mình thích nhất hay không, đúng không? Tôi xin thay mặt gia đình là tôi muốn gia đình chị Hạnh và bé Ngọc Sang dừng lại. Chào đã được đưa ra trong sự tiếc nuối của quý vị khán giả đang có mặt tại khán phòng. Nhưng mà con muốn biết lý do vì sao mà cô Minh lại lựa chọn Ngọc Sang và mẹ Hạnh dừng chân ạ? Thực sự thì bạn đây thì về sức khỏe mình sợ là chắc không đi xa được cùng Mỹ Đức, nên là mình cũng lo lắng. Cho con hỏi là cái lý do đặc biệt của bạn Ngọc Sang có làm ảnh hưởng đến quyết định của gia đình mình không lần này hay không ạ? Không không, mình cũng không có cái sự phân biệt. Mình thì chỉ muốn là mình lựa chọn cho Đức một người nào để mà cùng Đức đồng hành được. Thật ra là khi nhà mình cùng yêu thương nhau, cùng làm việc, cùng có kinh tế thì cái điều đó nó vượt qua cũng dễ cô ạ. Nhưng mà đó là lựa chọn của gia đình, chúng tôi tôn trọng. Không biết là riêng bản thân Đức ngay bây giờ với lựa chọn của gia đình như vậy thì Đức nghĩ như thế nào? Thật sự là cả ba người em đều cảm thấy có cảm tình hả? Không nỡ lại bỏ một ai cả, nhưng em hiểu rằng là cô và bác và chị em sẽ có lý do, và đó là những điều tốt đối với em để đưa ra lựa chọn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại em Ngọc Sang ngay tại sân khấu này. Xin mời Ngọc Sang. Let's go. Mời luôn mẹ Nguyễn Hạnh cùng xuống đây đứng cùng với con gái của mình Ngọc Sang. Sang ơi, Sang rất là tiếc đúng không? Nhưng mà khi nghe công bố cái tên mình là cái tên phải bị loại ngay tại vòng này thì Sang nghĩ như thế nào? Thật sự là ở trong hậu trường thì em cũng chưa tìm được tiếng nói chung với anh Đức đây, cho nên là cũng rất là may mắn khi mà anh đã chủ động để mà mình có thể dừng tại đây. Em xin rất là cảm ơn rất là nhiều ạ. Nhưng mà Sang ơi, Sang có nghĩ rằng nếu như mình không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như vậy thì mình chắc chắn là một người còn lại, thậm chí là còn lại cuối cùng. Thật ra thì em đến đây em có đem theo một bộ cờ vua. Thì
Em muốn nói là em đến đây để em tìm một người chơi một bán cờ tình yêu với em, chứ em không đến đây để làm một con cờ của ai cả. Em đã từng làm chủ cuộc đời của em một lần, thì hôm nay cho dù em có được vô vòng tiếp cho nữa thì em vẫn sẽ cầm bộ cờ đó và nói với anh là em xin được phép là em dừng cuộc chơi ở đây. Một cô gái vô cùng bản lĩnh trong cả tình yêu của mình nữa, tại vì hiếm có cô gái nào mà có thể là làm chủ được trong cái ván cờ tình yêu của mình. Nhưng mà mẹ Nguyễn Hạnh ơi, mặc dù con gái nói là như vậy, nhưng mà dĩ nhiên mẹ sẽ có những cái trăn trở và suy nghĩ của riêng mẹ, có thể nói ra để được sự đồng cảm chung của tất cả mọi người hay không? Thì mẹ cũng nói tiếc, nhưng mà mẹ cũng rất tự hào về con gái của mẹ. Thì bây giờ con gái của mẹ không có duyên với Đức đây, thì con gái mẹ cũng sẽ có một đối tượng khác. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn Ngọc Sang và mẹ Nguyễn Hạnh ngày hôm nay đã đến đây với chương trình Cho Phép Được Yêu. Và xin gửi lời chào tạm biệt hai mẹ con, và chúc hai mẹ con lúc nào cũng sẽ có thật nhiều sức khỏe và yêu thương nhau nha. Phải lựa chọn làm sao đây, yeah. Sao khó quá đi, con gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây, một chú ý. Cho Phép Được Yêu. Tạm biệt Ngọc Sang. Vậy là chỉ còn hai chiến binh dũng mãnh nhất còn ở lại. Liệu ai sẽ là người được gia đình Việt Đức tin tưởng? Ai sẽ có cơ hội được cùng tìm hiểu và đồng hành với chàng trai trẻ tuổi tài hoa này? Hãy đến với vòng cuối cùng ngay bây giờ. Thưa quý vị, và ở vòng này thì cả hai gia đình của chúng ta sẽ mang ra một món bảo bối lợi hại nhất của gia đình mình để có thể thuyết phục họ nhà trai. Và đặc biệt hơn, sau khi những bảo bối này được mang ra, chúng ta phải cần có thêm những lý lẽ cực kỳ thuyết phục, tung đòn quyết định để có thể dành cảm tình về cho gia đình của mình. Sẽ có nhiều cơ hội hơn để họ nhà trai lựa chọn. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của bà Lê Hiệp và con gái là Lê Thị Cẩm Tiên. Không biết bảo bối của gia đình mình sẽ là gì ạ? Em hỏi cái gì nữa, cái từ khóa người ta là vàng, mang lên một khủ vàng cho con. Phải không ba? tôi nghi lắm, tại cái từ khóa đầu tiên là vàng. Đó. Đó. Thì cũng như từ đầu tôi đã nói rồi, bảo bối của tôi có thể là không khác ngoài cái chữ vàng. À, nó hơi trừu tượng quá, chú ơi, con chưa có suy nghĩ ra. Chờ xem đi. Dạ đúng rồi, con cũng hồi hộp quá. Nghe nói không khác chữ vàng là thấy bắt đầu là nó có cái gì nó giá trị, nó có hiện kim. Nó có hào quang, nó có hiện kim, đúng rồi. Xin mời bảo bối của gia đình bà Lê Hiệp. Phải lựa chọn làm sao đây, yeah. Sao khó quá đi, bao gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây. Và đó là gì ạ, ba Lê Hiệp ơi? Thì trời ơi, đầu chương trình thì tôi nói cũng có là hơi quá, nhưng mà thật ra là bây giờ nó không có quá, bây giờ nó không có quá. Nếu như á mà cháu đồng ý đến với con của chú, hai đứa cũng xứng mà, đúng không? Công ăn việc làm thì nó cũng ổn định. Dạ. Nếu mà con thực lòng với con của chú, thực lòng nha, thì cái này thuộc về của hai đứa. Dạ. Mà, còn nữa. Còn nữa. Cái gì vậy? Chú. Chìa khóa xe ô tô. Yeah. Wow. Trời ơi, cuốn sổ đỏ và một chiếc xe ô tô. Chưa bao giờ em thấy sự tác hợp lương duyên nào mà lại giá trị liên thành như thế. Lúc này em ạ. Em có nghĩ là em sẽ cãi. Không anh, nãy em đã me rồi, anh biết sao không? Nãy em nghe chú chia sẻ là ở nhà chú có tới hai người con. Ừ. Và không biết là người con còn lại của chú là con gái hay con trai ạ? Con trai. Wow. Và hình như là em không có thích lái máy bay phải không ạ? Ở nhà, bạn trai ở nhà bao nhiêu tuổi rồi ạ chú? Vẫn còn đi học. Dạ. Là tuổi bao nhiêu hả chú? Em chắc kêu em bằng thím á, cho nên là mình bỏ qua. Từ anh cho em vô cái nè. Bao nhiêu tuổi rồi ba? 18 tuổi. Dạ cũng khoảng cách cũng có mười mấy tuổi thôi, không em, sao hết ạ. Tự trọng, nghệ sĩ nên tự trọng. Thưa quý vị, có lẽ là một món bảo vật mà chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Lần đầu tiên trên sóng truyền hình, gia đình nhà gái đã mang món bảo vật, đó chính là một cuốn sổ đỏ và
một chìa khóa ô tô để có thể chinh phục cảm tình và thể hiện tấm lòng nếu mà hai bạn thật sự tìm hiểu được đối với nhau và đi đến hôn nhân. Họ nhà trai, mình nghĩ sao về điều này ạ? Thực sự cháu rất là xinh đẹp, giỏi giang, cái gì cũng toàn diện như thế này thì đó là một cái điều kiện rất là tốt. Nhưng mà gia đình nhà tôi thì từ trước đến nay cũng đầy đủ hết rồi. Cũng không có gì ngoài thực điều kiện. Thực sự là không cần đến cái điều kiện đó mà gia đình đang cần một cô con dâu hết lòng vì gia đình, hết lòng vì chồng và con của các cháu sau này. Dạ, bên bạn Hiệp á, sau này cho ô tô và cho một cái căn nhà, liệu có thực sự đúng không hay là chỉ mang ra giá sàn thôi? Chú ơi, bây giờ là mình hứa trên sóng truyền hình nha chú. À thì tôi cũng xin trả lời bên đàng trai, cũng nhân cái cơ hội này thì tôi muốn đứng ra để mà chọn cái người trăm năm cho cháu. Thì tất nhiên những cái gì mà tôi đưa ra đây thì đâu phải là chơi. Thì nếu mà cháu kia đồng ý chọn con tôi thì tất nhiên là còn phải tìm hiểu rồi, còn phải đi tới cưới hỏi rồi bước vô trong nhà nữa. Nếu như mà mình người lớn mà mình nói nó không đúng chuyện thật thì trẻ sao nó xong. Dạ, chắc chắn rồi. Trước mặt bao nhiêu bà hoa chăn chỏ nếu hôm nào. Bây giờ nếu như tôi đặt giả sử cháu Đức chấp nhận đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng mà nó không phải là cuộc hôn nhân bền lâu thì anh nghĩ sao? Tôi hơi bất ngờ vì câu nói của chị. Tại vì không ai đi tới hôn nhân mà để mà nói là hôn nhân mà bền lâu hết. Thí dụ giờ tuổi trẻ bây giờ đồng ý là cá tính nhưng mà đâu phải là chọn xong cái cuộc này rồi là tổ chức đám cưới liền đâu. Đúng không? Tụi cháu cũng phải có thời gian tìm hiểu đến nhau rồi. Cái văn hóa vùng miền nó cũng còn cách trở tùm lum thì tất nhiên là phải có cái sự đồng cảm rồi mới đi tới hôn nhân chứ đâu phải là chọn vậy xong rồi ngày mai là đám cưới. Dạ đúng rồi. Thật ra cái ý nhà trai muốn hỏi rõ hơn là nếu đó không phải là cuộc hôn nhân dài lâu. Tại thực sự là cái điều này khó nói lắm anh Hiếu ơi. Tại vì khi mà cái cuộc hôn nhân nào đó bắt đầu thì thực ra là chúng ta không biết được thúc. Là dài lâu hay là không dài lâu, không ai biết trước được điều đó ạ. Cho nên mình không có khẳng định được, nó là một cái phạm trù khó mà chúng ta có thể đánh giá được lắm mà cô Minh ơi. Tại vì là mình nghĩ là trong cái cuộc sống ấy, nếu mà cứ đưa ra một cái đồ vật như vậy thì rất dễ là bị bạn trai này lợi dụng và có thể là người ta chỉ nghĩ về cái món đồ đó, sau đó thì người ta không yêu thương gì cái người con gái đó. Đấy là tôi muốn hỏi là điều đó. Khi mà tôi đưa ra cái những vật chất như vậy thì nó cũng là hơi quá. Nhưng mà vì tương lai của con tôi, mình làm cha làm mẹ, mình có điều kiện thì mình cũng nên cho mọi người biết, cho chồng tương lai của con tôi biết là khi mà về với con gái tôi thì không phải phải lo về vấn đề tài chính. Tôi nghĩ đa số các vợ chồng mà có trục trặc rồi thì toàn bộ là đề nghiêng về vấn đề tài chính hết. Dạ. Cái vấn đề tài chính là nó nguyên nhân để tới cái đổ vỡ của hôn nhân. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rõ ràng là tiền nhiều để làm gì, tiền không mang lại hạnh phúc nhưng mà tiền không là tất cả, không tiền thì vất vả thế thôi. Dạ. Và đó chính là bảo bối của gia đình Hiệp. Ba Hiệp và em Tiên, chúng ta cùng đến với sự lộ diện một món bảo bối vẫn còn nằm trong vòng bí mật của mẹ Thúy và em Phương. Xin mời. Phải lựa chọn làm sao đây, làm sao đây, yeah. Sao khó qua đi, mọi gia đình đều muốn kết duyên. Phải lựa chọn làm sao đây. Sao sao, dạ, từ từ. Mà thấy nó nhỏ nhỏ là chắc nó cũng giá trị giống bên kia. Bây giờ cô ơi hãy bật mí bí mật của mình đi nào. Kim cương trắng nhỏ nha. Ôi mẹ ơi, mẹ đừng quá động. Cho con hỏi, con dao này có nghĩa là chi? Không lẽ là nếu con không lựa con gái của mẹ thì con về con không xong với mẹ đâu nha? Hả mẹ Thúy? Trời ơi,
Cái bảo vật này thì mình cũng không hiểu sao. Thôi để con mình giải thích đi. Rồi mẹ nói đi. Ơi, mình nghe lời mẹ nha. Dạ như chị Sam nói lúc đầu thì em cũng định là cầm như thế này, thì nếu mà anh với gia đình không chọn thì chắc em lụt, chắc em lụt. Cái này là nói vui thôi, còn ý nghĩa sau đó. Thật sự khi mà mọi người nhìn thấy con dao này á, thì có thể là mọi người sẽ có một chút sợ hãi và lo lắng. Nhưng mà thật sự là nhìn cái kỷ vật như thế này, cứng cáp như thế này thôi, nhưng mà nó cả một cái câu chuyện. Thì vì mình là phụ nữ và mình thường hay đứng bếp á, thì cũng mình cũng cẩn thận với dao một tí. Và em cũng muốn nói là không phải người phụ nữ nào học võ mạnh mẽ và cá tính thì cũng gây một cái sự sợ hãi cho người khác. Tại vì người ta đã có một cái biến cố gì đó cho nên là mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Chị Mau Mùi hỏi một câu này, có phải là trong cuộc sống em đã từng trải qua một điều gì gọi là biến cố lớn không? Để có thể biến em thành một cô gái mạnh mẽ như bây giờ. Dạ, có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái sự ảnh hưởng tác động từ mọi người, từ gia đình, áp lực cuộc sống, rất là nhiều thứ. Cho nên là tại vì hồi nhỏ em rất là hiền và rất là yếu đuối nên là thường hay bị ăn hiếp, và người ta thường nhìn em và người ta nói là em không có ba. Thì thật sự là lúc đó, những cái lúc đó em cảm thấy là tại sao mọi người, tại vì lúc đó em còn nhỏ, em không hiểu, em thấy cũng bình thường, tại sao mọi người lại luôn ngại em như vậy. Em không muốn mọi người có một cái ánh nhìn với em như vậy. Cho nên đó là một cái động lực để cho em có thể mạnh mẽ hơn. Và sau này em sẽ cố gắng hơn để tất cả mọi người nhìn em với một ánh mắt khác, ngưỡng mộ và rất là tự hào vậy em. Cô Thúy, con nói thật nha, Phương đang nghĩ là Phương mạnh mẽ, nhưng mà không, đây chỉ là vỏ bọc của Phương thôi. Bạn ấy đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để người khác không được thương hại bạn ấy, để người khác phải tôn trọng bạn ấy. Đó là lý do bạn ấy tìm đến môn võ Aikido, bởi vì muốn chứng tỏ với mọi người là tôi mạnh mẽ, tôi không hề yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Nhưng mà ẩn sâu bên trong con người của Phương á, là một cô gái vô cùng sống tình cảm nè, thương mẹ. Không biết là gia đình nhà trai sau khi thấy vật dụng được xuất hiện và những cái trải lòng của em Phương có cảm nghĩ gì, và có cái câu hỏi nào muốn đặt ra cho gia đình của em Phương nữa hay không? Xin mời. Khi mà nghe Phương chia sẻ cái câu chuyện của con thì cô cũng có một cái cảm giác rất là giống con. Cô cũng là một người phụ nữ, ở ngoài ai nhìn thấy cô cũng rất là mạnh mẽ, rất là giỏi giang, nhưng mà thực sự có những lúc một mình cô yếu đuối, không ai nhìn thấy điều đó. Cô cũng ở trong cái tâm trạng của con, và cô cũng đã cố gắng nỗ lực hết mình đến ngày hôm nay. Khi mà mọi việc của cô nó hoàn thiện hết được rồi thì cô thở phào nhẹ nhõm, và cô cảm thấy bây giờ là lúc tự hào về mình. Mình đã vượt được qua tất cả những chướng ngại vật của cuộc sống, tưởng chừng như mình đã không vượt qua, nhưng mà hôm nay con còn rất trẻ, con đã vượt được qua hết những cái khó khăn mà con phải chịu đựng. Cô rất là ngưỡng mộ con. Ở tuổi như con, cô không nghĩ được những điều đó. Chỉ đến khi cô lớn tuổi rồi, cô mới vượt được qua cái chặng đường đó. Và hôm nay khi mà nghe con chia sẻ về tất cả những điều đó, cộng thêm lúc nãy con nói là nếu có gia đình, con sẽ sinh 3 đứa con, thì đây là một người phụ nữ cô nghĩ rất là tốt và hợp cho cháu của cô là Đức. Thì cô không biết là Đức có cảm nghĩ giống như cô hay không, nhưng mà cô cảm nhận là hai đứa rất giống nhau đấy. Mình khoan hãy vội đưa ra quyết định. Rõ ràng là mỗi gia đình đều có những ưu điểm, đều có những thế mạnh khác nhau. Nếu một bên dùng những cái điều kiện đảm bảo cho tương lai để chinh phục, thì một bên đang dùng chính những cái tình cảm được gây dựng và phun đắp khi vượt qua bao khó khăn để chinh phục. Và có lẽ chúng ta đã thấy mọi sự so sánh bây giờ đang hết sức khập khiễng. Mỗi bên đều có lý lẽ của riêng mình. Bây giờ để xem trong một tích tắc ngắn ngủi, gia đình nhà trai sẽ lựa chọn ai. Thời gian suy nghĩ dành cho nhà trai bắt đầu.
một bên là sự đảm bảo tương lai, một bên là ý chí và nghị lực, cũng như sự vững chãi về tình cảm. Bên tám là người nửa cần. Không biết là gia đình của Việt Đức sẽ lựa chọn như thế nào? Các bạn lựa chọn như thế nào ạ? Là lớn lên 1,2. Còn bên kia 1,2. Trời ơi, ngay cả khán giả các bạn cũng phải chia làm hai phe luôn. Cái tên mà gia đình cho phép được yêu, là... À, gia đình chúng tôi cho phép được yêu là Cẩm Tiên. Cô xin phép nói một vài câu. Gia đình tôi thì muốn cho cháu Đức được tìm hiểu cháu Tiên, nhưng mà với điều kiện là gia đình tôi hoàn toàn không lấy một tí xính lễ nào. Đối với gia đình tôi thì những vật chất đó cũng đã quá đủ rồi, cho nên chúng tôi không cần cái vật chất đó. Chúng tôi cần cháu Tiên đến với cháu Đức bằng cả một tấm lòng, bằng cả một tình cảm chân thành nhất, chứ không cần sính lễ. Wow. Một lời khẳng định quá chất từ nhà trai. Vậy thì bây giờ chị muốn biết là Việt Đức ơi, quyết định của gia đình mình như vậy có hợp ý với mình không? Em hãy thể hiện điều đó bằng cách là nếu đúng như là sự quyết định trong lòng của em thì hãy tiến đến và nắm tay bạn gái, dẫn bạn gái lên đây. Còn nếu mà không phải nằm trong cái sự quyết định của mình á, thì mình cứ đứng ở đây bên cạnh. Sau 3 tiếng đếm của anh, hãy cho chúng tôi biết hành động của mình. Cùng đếm to nào. 1, 2, 3. Cái gì mà nắm tay thì vậy? Ê, nắm tỉnh bơ ha. Như đúng rồi. Dạ, có mời chú mình sẽ lên trên này luôn ạ. Mời chú và mời họ nhà trai mình luôn ạ. Trời ơi, một cái kết thúc vui nữa anh ơi. Thật là tính lứa vừa đôi. Anh ơi, em coi bộ là cái mối lương duyên này mình à, anh chưa gì mà là ba vợ đã ôm con rể này. Anh muốn nhậu nha. Nhưng mà bây giờ nè, ba Hiệp ơi, thấy như thế nào khi mà các sự lựa chọn của nhà trai đã tuyệt đối nghiêng về con gái mình? Đi đến vòng cuối này thì tôi cũng hồi hộp lắm. Lúc đầu thì cũng có hơi lo lắng. Nhân đây thì tôi cũng muốn là hai đứa tìm hiểu thật kỹ. Tại vì cái vật chất thì nó chỉ là bề ngoài thôi, nó chỉ là cái nền tảng thôi. Chứ còn ăn thua là hai đứa phải hiểu với nhau. Tại vì cái cuộc hôn nhân thì nó kéo rất là dài. Là nó còn gặp rất là nhiều cái trong gai nữa, chứ không phải là mình đi trên con đường mà bằng phẳng thì lúc nào nó cũng tốt đâu. Dạ, vậy thì chú nghĩ sao khi mà gia đình bên nhà trai của mình là từ chối cái sính lễ của bên nhà gái mình luôn á? Mình nói cái tự trọng của người ta thôi. Chứ còn thí dụ như bây giờ tôi cũng không biết nói sao. Nói chung là đi tới cái đích này rồi á, thì tôi cũng muốn nhắc hai đứa là cố gắng để tìm hiểu kỹ với nhau, để mà đi đến với nhau cho nó trọn vẹn. Thật ra là dòng suối có bao giờ chảy ngược đâu, rồi thì tài sản của ba mẹ cũng dành cho con cái hết thôi. Phải không ạ? Thôi bây giờ hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông bằng một câu nói gì đó dành cho Cẩm Tiên ngay lúc này. Mời Việt Đức. Hiện tại thì sẽ chưa thể nói rằng là anh yêu em luôn được. Nhưng anh sẽ nói rằng là anh sẽ dành hết tình cảm cho em. Tẩy nhẹ cái là
Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến một niềm vui nữa khi chương trình đã tìm ra được hai mảnh ghép đồng ý tìm hiểu nhau, và hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian tìm hiểu và đi đến quyết định hạnh phúc cho cả hai với sự đồng ý của hai bên gia đình, đúng không Sam? Dạ, cảm ơn gia đình của em Việt Đức nè, và cảm ơn gia đình của em Cẩm Tiên ngày hôm nay đã đến đây. Còn bây giờ thì chương trình Cho Phép Được Yêu xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!